Đúng không? Biết Thành không? ơi, Tố Thành ơi, Tố Thành có thể nhờ ban kỹ thuật mở một cái video hôm mình đi leadership đó, cho mọi người cùng xem lại cái video Rồi, cảm ơn Tô Phương. Dạ vâng, cảm ơn chị Nguyễn Phương rất là nhiều trong thời gian chờ này thì một lát nữa em sẽ xin phép giao lưu với anh chị thêm và em bây giờ xin nhờ ban kỹ thuật sẽ mở cái video về cái chương trình leadership vừa rồi lên cho tất cả anh chị em chúng ta cùng xem ạ. Thanh nhờ ban kỹ thuật ạ, xin mời ban kỹ thuật mở giúp Thanh cái video về chương trình leadership vừa rồi ạ. Cảm ơn ban kỹ thuật rất là nhiều. chưa có tiếng công ơi. Có rồi em ơi.
Vâng, xin cảm ơn ban kỹ thuật rất là nhiều. Một video cô đọng lại một chương trình Leadership, một cái chương trình rất là đặc biệt và là chương trình đầu tiên của team chiến lược tổ chức, và nó là một cái sự kiện rất là thành công với anh chị ạ. Đó, và ngày hôm nay thì với cái nội dung After Meeting sau Leadership thì chúng ta có mặt ở trong buổi Zoom ngày hôm nay. Và tất cả các anh chị, các học viên cũng như là các thành viên ở trong Leadership đã có mặt đầy đủ chưa các anh chị? Có anh chị nào đang cần thêm thời gian để vào Zoom, cũng có những anh chị nào mà chúng ta đang gặp các vấn đề về kỹ thuật có thể nhờ ban kỹ thuật sắp xếp xử lý anh chị nhé. Để làm sao chúng ta có thể có mặt trong buổi Zoom sớm nhất có thể. Dạ vâng, tại vì đây là một chương trình rất đặc biệt. Cảm ơn chị Bùi Thị Dung đúng không ạ? Cảm ơn cả các anh chị rất nhiều. Trong khi Thanh bắt đầu được, các anh chị vẫn tiếp tục gửi các đường link cũng như là chia sẻ cũng như là giúp đỡ các đối tác, các học viên của team mình để vào tham dự cái chương trình Zoom của chúng ta một cách đầy đủ nhất anh chị nhé. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Vâng, xin cảm ơn ban kỹ thuật. Dạ vâng. Xin chào toàn thể tất cả các cô chú, anh chị có mặt trong buổi Zoom ngày hôm nay với chương trình After Meeting sau Leadership, là một chương trình nâng cao khả năng lãnh đạo. Ngày hôm nay Thanh rất là vinh dự khi được người kết nối các anh chị đến với trái tim của Leadership đúng không ạ? Một người huấn luyện viên trưởng của chúng ta. Và Thanh xin thay mặt ban tổ chức xin được gửi lời chào, lời chúc sức khỏe, lời kính chúc hạnh phúc cũng như là nhận được rất là nhiều những cái giá trị thông qua cái buổi Zoom đặc biệt tối ngày hôm nay tới tất cả các anh chị ạ. Và Thanh xin mượn các cánh tay của các anh chị được không ạ? Cánh tay của các anh chị ở đâu ạ? Thanh xin mượn cánh tay của các anh chị. Và Thanh xin mượn những cái nụ cười thật tươi cùng những tràng pháo tay thật lớn để dành cho chính các anh chị có mặt trong buổi Zoom ngày hôm nay ạ. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Chắc là để cho Thanh có năng lượng hơn thì bằng cách là các anh chị có thể mời thêm các thành viên của mình vào tham gia buổi Zoom được không ạ? Đó, tại vì một chương trình Leadership với hơn 230 thành viên tham dự, cộng với ban huấn luyện đúng không ạ, ban trợ giảng, ban kỹ thuật, ban chấm điểm cùng với tổ chức team chiến lược. Và ngày hôm nay là một cái buổi Zoom mà ban huấn luyện cũng như là các lãnh đạo của team chiến lược rất là kỳ vọng với cái mong muốn là cùng nhau, cùng các anh chị chúng ta cùng nhau after meeting, chúng ta cùng nhau ôn lại những cái bài học giá trị, chúng ta cùng nhau chia sẻ những cái điều tâm huyết thông qua những cái buổi học vừa rồi đúng không ạ? Chính vì thế, sự thành công của các anh chị nó phụ thuộc vào cái sự chủ động đúng không ạ? Chủ động trong cái tầm nhìn về các cái sự kiện, chủ động trong cái sự bao quát đúng không ạ? Chủ động trong những cái sự lên kế hoạch một cách nhạy bén nhất. Dạ vâng. Và team chiến lược được hình thành với mục tiêu là giáo dục về tư duy đầu tư, giúp cho các cái thành viên có được những cái sự thành công, thịnh vượng về tài chính, về sức khỏe, về thời gian các anh chị ạ. Đó, và trong xây dựng doanh nghiệp thì giáo dục là một cái vũ khí mạnh nhất để giúp cho công ty, giúp cho doanh nghiệp, giúp cho tổ chức đấy có thể phát triển lớn mạnh được. Và team chiến lược đã có rất là nhiều các cái sự kiện thành công lớn cũng như là các cái khóa đào tạo online đã tạo ra rất nhiều cá nhân cũng như là tổ chức mang lại những cái thành quả, mang lại những cái thành công rất lớn ở trong sự nghiệp phát triển đối tác SMC này. Và đặc biệt là chương trình Leadership là cái chương trình đầu tiên, là một khóa đầu tiên được team chiến lược tổ chức, và đây là một cái khóa có thể nói là rất rất thành công anh chị ạ. Đó, và ở trong số các anh chị ở đây thì bao nhiêu trong số các anh chị là học viên của khóa Leadership vừa rồi, thì các anh chị có thể là comment tên mình lên phần comment để cho tất cả chúng ta đều nhìn thấy những gương mặt của anh chị được không ạ? Các anh chị có thể comment tên mình ạ, comment tên mình lên phần comment đấy để cho tất cả các học viên khác chúng ta cùng nhìn thấy tất cả các anh chị là những học viên đã có sự thay đổi, đã có sự trưởng thành, đã có được kết quả ngay sau khi chúng ta đã tham dự Leadership ạ. Dạ vâng, xin mời các anh chị. Dạ. Xin chúc mừng tất cả các anh chị đã là người may mắn khi được học khóa này ạ. Và trong buổi Zoom ngày hôm nay thì có bao nhiêu anh chị chúng ta đang là mong muốn để có thể là biết được những cái giá trị mà những anh chị tham gia chương trình Leadership này truyền tải chúng ta ạ? Dạ vâng, cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Và Leadership thì với hơn 230 học viên diễn ra trong 2 ngày một đêm, và chúng ta đã có được các huấn luyện viên chia sẻ đào tạo về kiến thức, về kỹ năng, về mục tiêu phát triển đối tác và đặc biệt là khả năng lãnh đạo,
Đó, và ngày thứ nhất đúng không ạ? Và buổi sáng thì với các anh chị học viên chúng ta đã được đào tạo về kiến thức, về tính chọn, về tâm thế, định vị lãnh đạo. Qua đó chúng ta biết được những cái tố chất của một lãnh đạo là gì. Thông qua phần đào tạo rất đặc biệt của huấn luyện viên Nguyễn Đức Học và Mai Viết Anh. Và đến với buổi chiều thì chúng ta được huấn luyện viên Trần Diễm Quỳnh đúng không ạ? Có chia sẻ đào tạo cho chúng ta về quy trình leader. Đó là các cái thứ tự đúng không ạ? Trong một cái công việc mà leader chúng ta cần có để có thể trở thành và mang lại những hiệu quả. Và đặc biệt ở trong phần tiếp theo chúng ta được huấn luyện viên anh Vương Triệu Vĩ đào tạo thông qua cái trải nghiệm trò chơi người dẫn đường. Không biết bao nhiêu anh chị chúng ta là học viên và chúng ta đã có được rất nhiều bài học thông qua một cái chương trình đó là người dẫn đường đó, thì các anh chị có thể comment lên tôi ở trong phần comment để cho Thanh cùng với tất cả ban huấn luyện cũng như là anh chị em ở trong ban tổ chức có thể nhìn thấy anh chị được không ạ? Và chắc chắn rằng với những anh chị tham gia chương trình này, các anh chị có được những bài học và các anh chị thay đổi từ đó, các anh chị chuyển hóa từ đó thì chắc chắn là các anh chị đang có những cái hiệu quả trong công việc, trong đời sống rồi ạ. Vâng, cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Vậy thì làm như thế nào đấy để cho các anh chị mời thêm học viên, mời thêm đối tác, mời thêm thành viên của team mình cùng vào trong buổi after meeting ngày hôm nay các anh chị nhá. Đúng không? Người thành công là người có sức chứa, là người có sức cho đi đúng không ạ? Là người có sức bao quát đúng không ạ? Là người có sự linh hoạt ở trong một tổ chức, trong một chương trình. Dạ vâng, cảm ơn các anh chị em rất là nhiều. Và với cái phần đào tạo của anh Vương Chí Vĩ đấy, nó gồm có thể gọi là người dẫn đường đúng không ạ? Với bốn cái trải nghiệm. Trải nghiệm thứ nhất đó là gì? Đó là người tối đúng không ạ? Dẫn người tối. Trải nghiệm thứ hai đó là người tối dẫn người sáng. Và trải nghiệm thứ ba là người sáng dẫn người tối. Và trải nghiệm cuối cùng đó là người sáng dẫn người sáng. Đó, vậy thì trong những cái trải nghiệm đó thì rất là nhiều những cái bài học, rất rất nhiều những bài học mà Thanh tin chắc rằng thông qua những bài học đó ngày hôm nay, trong một lát nữa thôi các anh chị sẽ chia sẻ đúng không ạ, những bài học, những giá trị của mình trong một cái khóa đào tạo này. Đúng không ạ? Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Và các anh chị nhớ là chỉ after, chỉ chia sẻ kết quả. Đấy, không chia sẻ quá trình anh chị nhá. Đấy, không cướp mất đi lần đầu tiên của các anh chị chưa tham gia khóa học. Đó, các anh chị nhớ nhá, chỉ chia sẻ kết quả, không chia sẻ quá trình. Đấy, làm như thế nào đấy để các anh chị chưa đến với khóa học chúng ta sẽ có những trải nghiệm và thông qua trải nghiệm đấy thì các anh chị mới rút ra được bài học. Vâng, cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Và buổi tối ngày đầu tiên thì chúng ta có một cái chương trình Gala Dinner đúng không ạ? Đó, với rất là nhiều những nội dung và khoảnh khắc đáng nhớ, thì cũng như phần vừa rồi anh chị có xem video á, thì ngoài cái phần vinh danh các ban đúng không ạ, các huấn luyện viên, các ban ra đúng không ạ, các học viên ra, thì chúng ta có một chương trình tổ chức sinh nhật cho các anh chị thành viên của khóa học trong tháng 7 vừa rồi. Và rất bằng cách nào đó anh chị ạ, trong rất nhiều năm tổ chức các sự kiện nhưng mà không hiểu sao Thanh lại chưa một lần may mắn được chính mình ở trong các sự kiện sinh nhật như thế. Nên là thông qua điều này thì Thanh rất là mong muốn làm sao có lẽ rằng team chiến lược chúng ta sẽ phải tổ chức nhiều sự kiện hơn nữa để làm sao có thể là trúng vào cái tháng mà Thanh sinh nhật anh chị ạ, để Thanh có thể đứng ở trên đấy để có thể là trải nghiệm được những cái khoảnh khắc đấy. Thật sự là tổ chức một chương trình sinh nhật mà nó đúng như kiểu đón giao thừa các anh chị ạ. Đấy, không biết là các anh chị vừa giờ với những anh chị chưa được tham gia được xem video được cảm xúc thế nào. Còn Thanh đứng đó thì Thanh cứ ngỡ là chuẩn bị giao thừa rồi. Tại vì một màn sinh nhật với quá nhiều những tình cảm, với quá nhiều những cái sự chuẩn bị và những cái cảm xúc ở trong đó. Và Thanh nghĩ rằng với những anh chị mà được tổ chức cái sự kiện sinh nhật tháng 7 ở tại cái chương trình Gala Dinner này trong cái khóa leadership thì đều mang lại những cái dấu ấn, đang mang lại những cái cảm xúc, và thông qua những điều đó chắc chắn các anh chị sẽ lưu giữ và sẽ có được những cái sự chuyển hóa thành thành những cái kết quả, thành những cái thành công đúng không ạ? Đó. Và sang ngày sáng ngày thứ hai đúng không ạ? Thì chúng ta được đào tạo về mục tiêu nghề rất là chi tiết thông qua huấn luyện viên Huyền Nguyễn, và bên cạnh đó thì chúng ta được chia sẻ, được truyền cảm hứng, được truyền động lực. Và với những cái bài học, với những cái trải nghiệm khát khao ý chí thông qua huấn luyện viên Nguyễn Đức Học. Và với cái phần này thì rất là đặc biệt anh chị ạ, đã lấy đi rất là nhiều cảm xúc của mỗi cá nhân khác nhau, và trong đó có Thanh, đã có những giọt nước mắt từ chính Thanh, từ chính những ban huấn luyện, từ chính những cá nhân, những anh chị có mặt trong cái chương trình này. Và Thanh nghĩ rằng bình thường mình đã thay đổi rồi, nhưng mà thông qua phần chia sẻ của anh Học thì Thanh lại thay đổi thêm một chút nữa. Thanh lại có thêm được những cái tầm nhìn, Thanh lại có thêm được cái động lực, cái ý chí để quyết tâm hơn cho cái mục tiêu của mình.
Và Thanh nghĩ rằng thông qua điều đó là các anh chị ở đây cũng vậy, chúng ta sẽ có được rất là nhiều những cái cảm xúc cũng như là cái bài học để chúng ta có thể chuyển hóa được. Vậy thì làm như thế nào đấy để lát nữa, đúng không ạ, chúng ta có thể chia sẻ những bài học đó, những cái sự chuyển hóa đó để giúp cho làm sao cá nhân mình được thành công, được trở thành, để giúp cho các anh chị thành viên, đúng không ạ, trong team mình, đúng không ạ, trong tổ chức chúng ta cũng được trở thành, đúng không ạ. Đó, và buổi chiều thì chúng ta được đào tạo về cách chăm sóc đối tác thông qua những kiến thức, thông qua những chia sẻ, thông qua những kết quả của một người đặc biệt, đó là anh huấn luyện viên Vương Triệu Vĩ, và anh là cố vấn, đúng không? Cố vấn của team chiến lược, một người đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành con người này, và hiện tại anh đang là một người rất là thành công. Chính vì thế, với những cái bài học của anh, với những chia sẻ của anh, thì Thanh nghĩ rằng anh chị sâu sắc được, anh chị rút ra được những cái key đó, thì các anh chị sẽ mang được những hành trang trong cái sự nghiệp phát triển con người, trong cái sự nghiệp phát triển kinh tế của mình, đúng không ạ? Đó, và tất nhiên rồi, đúng không ạ? Buổi tối ngày hôm đó thì chúng ta có một cái chương trình, đúng không ạ? Dù muộn rồi, dù chúng ta rất là mệt sau 2 ngày chúng ta tham gia khóa học rồi, nhưng ngược lại các anh chị vẫn muốn ở lại thêm, các anh chị vẫn muốn làm sao chúng ta có được những cái giây phút, có được những cái khoảnh khắc và chúng ta mang lại những giá trị. Bởi vì trong cuộc sống đôi khi chúng ta dùng 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 1 năm, đúng không ạ? Cái chúng ta có nó chỉ là thời gian trôi qua thôi. Nhưng mà nói về một cái sự thay đổi, nói về một cái thành tựu nào đó thì nó vẫn chưa rõ trong bộ chúng ta, đúng không ạ? Đấy, nhưng mà chỉ với 2 ngày 1 đêm với khóa đào tạo leadership thì Thanh tin chắc rằng ngoài bản thân Thanh thì có rất là nhiều anh chị đã có được những cái sự thay đổi, đã có được những cái kết quả. Và ngay hôm đó thì Thanh chia sẻ một câu chuyện, đó là chị Thạch, chị là một giáo viên và đang ở Hà Tĩnh, thì ngày hôm đó thì chị có về nhà Thanh để nghỉ ngơi và cùng tham gia khóa học. Thì Thanh chỉ chia sẻ một chút đây là gì, khi chị về thì chị nói rằng chị được chuyển hóa rất là nhiều, tức là nhờ có cái khóa leadership này mà chị được thay đổi. Và thông qua sự thay đổi đó thì anh chị biết không, trong vòng một ngày hôm qua, một ngày hôm nay thì chị ấy có khoảng 6 nhà đầu tư, Thanh nhớ không nhầm là có 6 nhà đầu tư, thì trong đó là giúp đỡ được một nhà đầu tư ở bên bên Séc, ở bên Séc, đúng không? Và ngày hôm qua là có 2 nhà đầu tư nữa, và ngày hôm nay là có 3 nhà đầu tư nữa đó, anh chị dung ạ. Và chị ấy nói rằng chị rất cảm ơn và biết ơn thông qua chương trình leadership này, chị được thay đổi rất là nhiều. Đó, vậy với một con người là một giáo viên rất là yêu nghề, rất là cần mẫn như thế, nhưng nói về những cái tư duy đầu tư, những cái hướng phát triển trong xã hội thì có thể là đang cần học tập, đúng không ạ? Nhưng chỉ với một khóa leadership, cái khóa tổng hợp lại những kiến thức, những kỹ năng, đó, những cái mục tiêu, những cái phương pháp, những cái cam kết về cái con đường, cái hướng đi của mình, cái tính chọn của mình, thì thông qua đó đã giúp cho chị ấy có được những cái tầm nhìn, có được những cái chiến lược và thể hiện thông qua kết quả, đúng không ạ? Vậy thì làm như thế nào, đúng không ạ, để chúng ta có thể chuyển hóa được những điều đó, đúng không ạ? Đấy, chúng ta học xong rồi đấy, thì làm như thế nào để chúng ta làm sao biến những kiến thức đó trở thành thành tựu, trở thành kết quả, trở thành tiền, đúng không ạ? Đó, vậy thì với cái key ở đây, quý anh chị hình dung này, với cái key duy nhất ở đây khi chúng ta học xong, nó là gì? Đó là nghe bằng tai, đúng không? Nói ra bằng miệng thì đọng lại ở não. Đó, vậy thì đó là cách để chúng ta học nhanh nhất, đó là cách để chúng ta có thể chuyển hóa những cái kiến thức chúng ta học được biến thành của mình, và từ khi chúng ta giúp những kiến thức đó biến thành của mình thì chúng ta mới có thể giúp đỡ được, chúng ta mới có thể cho đi được, và từ đó chúng ta mới có thể chuyển hóa nó thành những cái dạng tài sản khác nhau, đúng quý cô chú anh chị đó. Vậy thì với chương trình After Meeting này thì anh chị chia sẻ cho Thanh những cái điều tâm huyết, đúng không ạ? Thứ nhất, đó là bài học của anh chị tâm huyết nhất nó là gì thông qua cái chương trình leadership này. Đó. Thứ hai là tại sao bài học đó lại có ý nghĩa, giá trị với anh chị. Đó. Và thứ ba đó là anh chị ứng dụng những cái điều đó như thế nào vào đời sống cũng như là công việc để giúp cho anh chị có được những cái thành tựu, đúng không ạ? Và làm cách nào đó, giống như Thanh vừa chia sẻ về chị Thạch là một giáo viên ở quê ở Hà Tĩnh đó. Làm cách nào đó khi chúng ta đã có được kiến thức rồi, chúng ta có được những cái kế hoạch, những cái chiến lược mà nó là những cái key mà tất cả những người thành công, những người có kết quả đã chia sẻ cho chúng ta rồi, đã đào tạo chúng ta rồi. Vậy thì chúng ta làm sao phải chuyển hóa nó thành thành tựu của riêng mình. Đó, vậy thì cái để mà có thể chuyển hóa được, anh chị hình dung nó là gì? Nó là hành động. Lập tức hành động, đúng không ạ? Để có thể làm sao biến những cái điều đó thành kết quả, thành thành công, và những cái điều đó nó sẽ diễn ra đối với các anh chị thông qua những cái hành động đó.
Vậy thì đây là một cái chương trình rất là đặc biệt, và nó là một cái chương trình đầu tiên team chiến lược tổ chức về một cái sự kiện offline như thế này. Vậy thì bao nhiêu quý anh chị chúng ta mong muốn là chúng ta sẽ tham gia trong một cái chương trình tiếp theo với quy mô lớn hơn, với những cái nội dung, với những cách đào tạo chuyên sâu hơn và giúp cho anh chị có năng lực, giúp cho anh chị làm sao có được những sự chuyển hóa mang lại thành tựu lớn, thì các anh chị có thể comment tôi giúp Thanh được không ạ? Để xem ban tổ chức có thể là làm được những cái điều vĩ đại hơn nữa, có thể giúp cho các anh chị mang lại những cái thành tựu lớn hơn nữa trong thời gian tới không ạ? Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Và đây là một cái chương trình after meeting giúp cho các anh chị thay đổi, biết cách hành động và đạt kết quả như thế nào. Vậy thì người ngày hôm nay giúp các anh chị không ai khác chính là huấn luyện viên trưởng của chúng ta, chị Ngọc Hương. Vậy thì ngày hôm nay nếu như anh chị biết được rằng trong một thời gian tới là 1 tháng nữa, 3 tháng nữa, 6 tháng nữa, các anh chị có được những cái thành công, có được những kết quả, có được sự giàu có thông qua những khóa đào tạo, thông qua buổi after meeting này, thì anh chị có chủ động, anh chị có hết mình để có thể là học tập cũng như là chia sẻ lại những cái bài học, những cái giá trị của mình đã có được thông qua các chương trình đào tạo của ban tổ chức không ạ? Các anh chị có sẵn sàng không ạ? Nếu như anh chị sẵn sàng thì anh chị có thể là giơ những cánh tay của mình lên đúng không ạ? Để Thanh có thể nhìn thấy những cái năng lượng cũng như là nhìn thấy những cái khát khao, những cái mục tiêu mà các anh chị đang muốn hướng tới. Và bây giờ Thanh xin anh chị chúng ta cùng giơ 2 bàn tay của mình lên đúng không ạ? Cho Thanh mượn 2 bàn tay của anh chị. Kèm với đó là những nụ cười thật xinh với một cái năng lượng lớn nhất gửi gắm trong cái sự khát khao của mình. Chúng ta cùng dành những tràng pháo tay thật lớn để chào đón huấn luyện viên trưởng của chúng ta trong ngày hôm nay, đó là chị Ngọc Hương. Xin mời chị. Ngọc Thanh, cảm ơn một huấn luyện viên vô cùng mà sâu sắc, vô cùng hiền hậu của chúng ta đã có một cái phần dẫn chương trình, một cái phần gọi là tóm tóm lược lại tất cả những cái nội dung mà chúng ta đã học trong cái khóa K4, đồng thời là cái khóa 2 ngày leadership vừa rồi. Và cảm ơn tất cả anh chị em đã dành một cái tràng pháo tay nồng nhiệt để mà gửi đến Hương. Chúc cả nhà mình có một buổi tối tràn đầy cảm xúc, nhận được rất là nhiều cái giá trị trong và sau cái buổi leadership này, để chúng ta cùng nhau ôn bài, cùng nhau có thể là áp dụng được những cái kiến thức, những cái giá trị này vào công việc và cuộc sống của mình, để khóa sau, khóa K5, anh chị chúng ta cùng nhau bùng nổ hơn nữa và chúng ta cùng nhau gọi là được nhiều người đồng hành cùng với mình trong cái khóa học tiếp theo, và chúng ta được có cơ hội là sở hữu thêm được nhiều nhiều cổ phần hơn nữa, được không ạ? Đầu tiên thì phải nói là ngày hôm nay khi mà mới đầu vào thì Hương thấy là cái phòng Zoom hơi hơi lắng động. Tuy nhiên bây giờ Hương đã cảm thấy là nó nóng lên rồi. Làm thế nào chọn được công việc phù hợp? Trời ơi. Xin lỗi cả nhà. Một sự cố, chắc là Thắng đang muốn bay rời kênh YouTube của mình. Anh chị muốn mà tìm hiểu một cái kênh YouTube mà đang rất là hot thì có thể là tìm kênh YouTube Phan Văn Thắng nha anh chị. Được công ty BR lên trang Telegram của công ty, trang Instagram của công ty. Một cái kênh YouTube rất là hot và một giọng nói ấm áp anh chị vừa nghe đấy. Đấy. Và khi mà Hương thấy được cái sự nóng lên của phòng Zoom như thế này, và Hương còn vẫn muốn nóng hơn nữa anh chị. Hương là một người rất thích đông, rất thích chốn đông người, và khi mà Hương nói một cái gì mà Hương thấy đông người là Hương cảm xúc, là Hương nói rất là hay, Hương nói rất là tốt và Hương nói rất là gọi là quyết liệt, rất là cảm xúc luôn, nhưng mà cảm thấy là vẫn ít ít vẫn chưa đủ với cái độ nóng đó thì Hương rất là lười nói vậy. Cho nên là anh chị biết là ngày hôm nay ngoài cái việc là chúng ta ôn bài, chúng ta vận dụng kiến thức, ngoài ra chúng ta còn có những cái kế hoạch thi đua cho tuần sau. Bắt đầu tuần sau sẽ có cái phần thi đua nha cả nhà, thi đua cho những anh chị em học viên của K4, đồng thời là cái lịch chúng ta sẽ tổ chức K5 vào thời điểm nào, rồi là một cái văn phòng mới ở Sài Gòn sẽ mở ra khi nào, một sự kiện ở Sài Gòn sẽ diễn ra khi nào, rồi một cái khóa kem cho K5 sẽ không còn là leadership. Leadership may mắn cho anh chị vì đây là lần đầu tiên cho nên là tổ chức cho tất cả mọi học viên, nhưng mà từ khóa sau leadership chỉ có thể tổ chức cho team chiến lược anh chị. Cho nên anh chị muốn tham gia leadership ở những khóa sau, anh chị chỉ bằng cách là gia nhập vào team chiến lược thôi. Và khóa sau chúng tôi sẽ tổ chức những cái kỳ kem nó khác hơn, và cái tên của kỳ kem sau sẽ là Way to Freedom, là con đường tới tự do. Đấy.
Thì Hương mong muốn là khi phòng Zoom này đạt đến mức là trên 200 người, Hương mới bật mí tất cả cái thời gian cũng như kế hoạch cụ thể của những chương trình này. Anh chị có đồng ý với Hương không ạ? Nếu anh chị đồng ý với Hương thì anh chị comment cho Hương là số 8, đồng thời là anh chị hãy làm sao mà cho tất cả những cái người đồng hành cùng với mình trong khóa K4, trong khóa leadership, anh chị làm sao bế họ vào trong cái phòng Zoom buổi hôm nay để Hương có thể là đầy đủ cảm xúc nhất, gọi là sẽ chia sẻ với anh chị tất cả những kế hoạch, những lộ trình trong cái thời gian sắp tới của team chiến lược để anh chị nắm bắt được, và anh chị sẽ cùng nhau phát triển mạnh mẽ hơn trong cái thời gian sắp tới để Tết này chúng ta có một cái Tết, một cái nồi bánh chưng thật là to, được không anh chị? Bế phần Hương, khi mà ngày hôm kia mới họp top anh chị, thì khi mà họp top đầu tháng thì chỉ cần một ngày ngồi với nhau thôi là anh chị biết là các huấn luyện viên, các top của chúng ta rất là xuất sắc. Chỉ cần ngồi với nhau một ngày là rất là nhiều kế hoạch, rất là nhiều ý tưởng, đồng thời là chúng tôi cũng rút ra được những kinh nghiệm từ cái khóa học, cái gì làm được, cái gì chưa làm được, và dĩ nhiên cái khóa sau sẽ hoàn thiện và xuất sắc hơn khóa trước. Anh chị thấy khóa K4 đã rất thành công rồi đúng không ạ? Mang về doanh số cho công ty là đến hơn 3 triệu đô. Đấy, và rất là nhiều anh chị cá nhân đã đạt được những cấp bậc, đã đạt được những cái mục tiêu của mình sau khóa học, từ cấp bậc master cho đến expert và cả top expert. Đấy, cho nên anh chị mà muốn có một cái đòn bẩy, có một cái đòn bẩy, có một cái sự thôi thúc, một cái động lực mạnh mẽ để cả team của mình cùng nhau phát triển. Và bên cạnh đó là chúng ta đã được học bài mục tiêu của top học, đúng không? Chúng ta đã được chạm từ bên trong của chính bản thân mình, thì cái sự chuyển hóa từ K4 sang K5 nó sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Và Hương rất mong rằng ở khóa K5 không phải là hai top expert mới, mà là sẽ đến là 20 top expert mới, tăng gấp 10 lần khóa K4, được không anh chị? Bao nhiêu anh chị đồng ý với Hương là sẽ tăng gấp 10 lần cái top expert mới trong khóa K5? Anh chị có thể comment cho Hương là số 10, được không ạ? Anh chị có mong muốn là mình sẽ là người lên nhận hoa, nhận quà cùng với vòng nguyệt quế trong cái khóa K5 không anh chị? Đấy, cho nên là anh chị hãy làm sao cho cái phòng Zoom mình tăng lên 200 người thì Hương sẽ mới chia sẻ phần hay, phải nhường lại phía sau, đúng không ạ? Phần hay sẽ dành lại phía sau, và dành đến khi nào con số đạt đến 200 người Hương sẽ chia sẻ với anh chị. Và bây giờ thì phần đầu tiên đó là chúng ta cùng nhau ôn bài, chia sẻ lại những cái giá trị bài học mà anh chị đã học được trong ngày 1, ngày 2, rồi là cái ngày sinh nhật, cái đêm gala, rồi là anh chị đã vì sao những kiến thức, những nội dung đó nó khiến cho anh chị có điểm chạm và khiến cho anh chị cảm thấy là cảm xúc nhiều nhất. Và khi mà cái cảm xúc như vậy thì anh chị áp dụng cái phần cái giá trị bài học đó vào công việc mình như thế nào? Đấy, anh chị cần trả lời. À, trong mỗi người chúng ta không có nhiều thời gian, cho nên chúng ta mỗi người độ 2-3 phút chúng ta đi sát vào cái câu hỏi, chúng ta trả lời sát câu hỏi. Đấy, anh chị có thể cười, anh chị có thể nói, anh chị có thể khóc thoải mái cho trong cái buổi ngày hôm nay, được không anh chị? Đấy, Hương biết là tối thứ hai vừa rồi anh chị cũng đã có buổi after cùng với team rồi. Tuy nhiên là với team là một việc khác, tuy nhiên là với một cái cộng đồng hôm nay, chúng ta là những người cùng tham gia học rồi, thì Hương tin là mỗi mỗi cái phòng Zoom sẽ có một cái cảm xúc khác nhau, đúng không anh chị? Đấy, cho nên là dù chúng ta có kể rồi, chúng ta có nói rồi, thì khi nói một lần là chúng ta khắc lên một lần, khi chúng ta nói hai lần thì chúng ta khắc cái kiến thức lên hai lần, chúng ta càng nhớ lâu hơn và chúng ta càng hành động đúng theo cái bài học đó luôn, được không anh chị? Rồi, Hương xin mời tất cả cánh tay của tất cả mọi người để chúng ta cùng nhau chia sẻ cái bài học, cái giá trị và chúng ta áp dụng như thế nào cho công việc của mình. Hương thấy là Hương thấy ba bốn cánh tay nó giơ tay, bây giờ Hương nói xong anh chị hạ xuống hết là sao nhỉ? Anh chị không chia sẻ, Hương chia sẻ nha. Hương xin mời chị Bích Ngọc, một người rất là năng lượng và đã mang theo cô con gái đi cùng, và cô con gái đã đặt mục tiêu là sẽ lên top expert trong thời gian tới. Anh chị con gái là 22 tuổi, xin mời chị Bích Ngọc.
Dạ, em cảm ơn chị Ngọc đã đúc kết lại rất là đầy đủ các bài học của 2 ngày leadership. Tuy nhiên là em vẫn mong muốn nghe chị là cái bài học nào mà chị cảm thấy ấn tượng nhất và chị áp dụng, chị rất là mong muốn áp dụng một cách mạnh mẽ vào trong công việc của mình. Chị mở mic lại đi chị. Chị mở mic lại chị ơi. Em cảm ơn cái phần chia sẻ của chị Ngọc. Cả nhà mình cho một cái tràng số 2 để mà cảm ơn phần chia sẻ của Ngọc. Chị Ngọc đã giúp cho chúng ta ôn lại rất là nhiều cái bài học trong cái buổi những cái buổi học vừa rồi. Thì với cái phần mà chị Ngọc nói là chị ấn tượng nhất là cái phần mà quy trình lãnh đạo, cái đó là cái quy trình lãnh đạo. Thì khi mà chúng ta muốn nắm được cái quy trình lãnh đạo này, trước tiên là mình phải học, đúng không anh chị? Mình học. Chị Ngọc là một cái người đã bán hàng rất là giỏi rồi, tư vấn rất là giỏi rồi, chị có rất là nhiều người đang đã đồng hành, đã đầu tư góp vốn cùng với chị đấy. Thì khi mà chúng ta biết một cái quy trình lãnh đạo là chúng ta học sau đó là chúng ta dạy học, họp tổ chức họp và gọi là làm, xong đó là dạy làm đấy. Thì khi mà chúng ta áp dụng được tất cả những cái quy trình đó, áp dụng tất cả những quy trình đó đúng đủ đều vào trong cái công việc của mình. Ví dụ như bây giờ mình học và mình dạy lại đội ngũ của mình như thế nào? À, chúng ta đã đem những kiến thức mình đã học, mình chia sẻ lại cho những nhà đầu tư của mình hay chưa? Nếu như mà bản thân mình nói họ không nghe thì mình có thể mượn lực từ tiếng trên của mình, nói với họ những kiến thức đó, hoặc là mình có thể là mang họ làm sao đưa đến những cái khóa học như thế này để mà họ đón nhận những cái kiến thức đó một cách trực tiếp và với một cái môi trường rất là nhiều người rất là năng lượng như thế này. Thì Hương tin chắc là ai mà đã đến với khóa học thì họ sẽ nhìn nhận được những cái con người nơi đây, ở những sự năng lượng nơi đây, những cái sự tốt bụng, những cái sự thân thương gần gũi của tất cả đội nhóm, thì họ sẽ cùng gia nhập với chúng ta. Cái thứ hai điều nữa là tổ chức họp và tổ chức họp, họp và tổ chức họp đấy. Mình tham gia họp team chiến lược rồi, mình họp cùng với đội nhóm rồi, tuy nhiên để thành lập một cái nhóm họp á, nó cần cái sự kiên trì anh chị. Ban đầu có thể là rất khó khăn. Ban đầu chúng ta điều hành một cái phòng Zoom 2 người, 3 người, 4 người. Thì hôm một hôm thì 2 người, một hôm thì đủ 5 người, hôm thì có 1 người. Đó, mọi người chưa có ý thức bằng cái việc là sẽ phải họp đều đặn. Đấy. Thì cái việc ban đầu nó rất là khó khăn như thế anh chị. Và nhiệm vụ của người leader, người lãnh đạo là phải kiên trì mỗi tuần, kiên trì mỗi tuần. Như team chiến lược ban đầu là chỉ có lãnh đạo vĩ và 3 4 5 anh chị em, nhưng mà mỗi lần đến họp thì cũng phải trễ giờ, người này trễ giờ, người kia lý do, đủ thứ chuyện trên đời hết. Nhưng mà ở lãnh đạo của mình vẫn rất là kiên nhẫn, gọi điện từng người và gọi điện và mindset và nói chuyện một cách rất là căng thẳng trong những tuần đầu luôn. Ngay bản thân Hương là một người cũng chịu lực rất là tốt, nhưng những tuần đầu rất căng thẳng anh chị, căng thẳng lắm. Đó. Tuy nhiên là nếu như những ai mà trụ lại được, duy trì ban đầu rất khó khăn, ngay cả bản thân Hương những thời điểm đầu khi mà tổ chức ra những cái buổi họp vài người mình cũng cảm thấy rất là mệt mỏi luôn chị. Cho nên là một người lãnh đạo là một người làm sao chúng ta phải tổ chức được những buổi họp để mà anh em gần gũi nhau, cùng nhau trao kinh nghiệm, rút ra bài học. Như vậy chúng ta mới có được cái sự vươn lên mỗi ngày. Đấy, và khi mà mình làm được rồi, mình bán hàng giỏi rồi và mình làm sao mình phải biết nhân bản ra cho đội nhóm cái công thức nào, cái quy trình nào. Đó thì trong khóa K4 thì tất cả những cái huấn luyện viên của chúng ta đã bắt đầu quy trình hóa lại tất cả những cái kinh nghiệm, những kiến thức mà dạy cho anh chị từng bước từng bước. Bây giờ nhiệm vụ của anh chị là anh chị hãy đúc kết lại những cái quy trình đó. Quy trình đó, 8 bước thành công đó là gì? Danh sách khách hàng ở đâu, chúng ta thay đổi như thế nào, danh sách khách hàng ở đâu, rồi là anh chị thiết lập cuộc hẹn ra sao, rồi trước khi đi chia sẻ anh chị cần chuẩn bị những cái gì.
Đó, rồi trong khi chia sẻ, chúng ta chia sẻ phần nào, mục nào, ra sao, chúng ta cũng đã được tập. Rồi là sau khi chia sẻ, chúng ta xử lý những tình huống như thế nào. Đó, rồi tiếp tục những cái quy trình đó, anh chị cần phải đúc kết lại. Đúc kết lại và chúng ta thực hành, anh chị. Chúng ta thực hành. Đó, chúng ta thực hành. Khi chúng ta thực hành tốt rồi, chúng ta mới có thể nhân bản cho đội nhóm của mình. Đấy, đó là một cái quy trình mà Hương nghĩ là nói ra thì mình thấy đơn giản, nhưng mà chúng ta cần thời gian, anh chị. Chúng ta cần thời gian học, sau đó là chúng ta cùng làm một cách mạnh mẽ. Sau đó là khi làm rồi, có một cái đội ngũ nhà đầu tư rồi, chúng ta mới bắt đầu là dạy họ làm, tổ chức họp dạy họ làm, và chúng ta mới bắt đầu nhân bản đội nhóm. Là một cái quá trình anh chị nha. Chúng ta làm một cái quá trình. Cho nên là Hương nghĩ là bây giờ anh chị đang trong quá trình học, anh chị đang trong quá trình học, và anh chị hãy dạy học, sau đó là tổ chức một cái quy trình như thế. Và sắp tới team chiến lược, như Hương đã nói ban đầu, sẽ có tổ chức ra những cái chương trình thi đua để anh chị có thể tận dụng những cái kiến thức, những cái giá trị anh chị đã học trong khóa K4 để anh chị có cùng nhau thi đua. Thì khi thi đua anh chị có kết quả, anh chị có đối tác mới, thì sẽ tổ chức ra khóa K5 để anh chị tận dụng khóa K5 và mời đối tác cùng tham gia học với mình. Đấy, Hương nghĩ là nếu như mà thời điểm đầu Hương làm á, những năm 2018, 19 mà có một cái sự chuyên nghiệp như thế này, thì Hương nghĩ bây giờ là cộng đồng của Hương đã lên trên 10.000 người rồi, chứ không phải là mà vài ngàn người như bây giờ anh chị. Hương cảm thấy là bây giờ một cái sự quy trình hóa này, một cái sự chuyên nghiệp đã rất là lớn cho team chiến lược, rất là may mắn cho anh chị vào sau. Là chúng ta chỉ có nhiệm vụ là chúng ta thừa hưởng và chúng ta tiếp nối thôi anh chị. Đấy, chúc mừng cho tất cả chúng ta là những người đang đồng hành cùng với team chiến lược. Tiếp theo, Hương xin mời một người cũng đã có một cái kết quả rất là lớn trong cái khóa K4 vừa rồi. Đấy, Hương xin mời chị Hoàng Phương. Đầu tiên thì Phương xin cảm ơn ban trưởng ban huấn luyện và khóa học con leader K4 và cũng lớp leadership. Và thực ra là Tốt Ngọc Hương thật là một người rất là năng lượng và luôn luôn là truyền lửa và cũng như truyền động lực cho Phương, cũng luôn luôn là muốn học noi gương của Tốt Ngọc Hương. Và xin cảm ơn tất cả các lãnh đạo và các Tốt cũng như các anh chị em có mặt trong phòng Zoom ngày hôm nay. Thì Phương cũng xin chia sẻ với những cái giá trị và những cái bài học mà Phương đã nhận được qua cái khóa học leadership. Thì khóa học leadership thì Phương nhận rằng là cái bài học của Tốt Mai Việt Anh, đó là định vị, đó là mình định vị mình là ai. Và cái bài học của Tốt Mai Việt Anh, đó là chúng ta cần phải có cái tính chọn là cái sứ mệnh của chúng ta và mục tiêu của chúng ta là định vị mình là ai trong cái lĩnh vực này. Và cái bài học của Tốt Măng, đó là cái bài học đó là sai thì chúng ta cần phải sửa và chúng ta cần phải biết là lỗi của chúng ta ở đâu để chúng ta sửa ở đó. Nếu như chúng ta mà không biết là mình sai ở đâu để chúng ta sửa và chúng thì chúng ta cũng không thể là trưởng thành được ạ, không rút ra được kinh nghiệm. Và cái bài học của Tốt Quỳnh, đó là học rồi lại dạy học và làm dạy làm và học dạy họ dạy học, đó là những cái bài học đấy nó rất là giá trị. Tại vì sao? Trong cái lĩnh vực, trong cái cộng đồng như môi trường của UET, nếu như chúng ta học rồi mà chúng ta giữ cho bản thân mình thì chúng ta cũng không thể là tăng trưởng được, không phát triển được. Chúng ta học rồi, chúng ta về phải trao dồi kiến thức với đội nhóm, chúng ta có thể là chia sẻ với khách hàng hay là truyền lại với đội nhóm của chúng ta, thì chúng ta là làm như vậy thường xuyên chúng ta mới có thể là nâng cao cái kiến thức cũng như kỹ năng của chúng ta phát triển lên được. Và làm đúng đủ đều và có cả điên điếc đó. Và trong đây thì chúng ta cũng có cái môi trường này cũng đã giúp cho chúng ta phải cần có những cái tố chất như vậy thì chúng ta mới có thể thành công trong môi trường này. Và cái bài học của lãnh đạo Vương Trượng Vĩ, đó là cái giao tiếp trong và giao tiếp ngoài, và chúng ta cần phải có kỹ năng đó. Và Xuân thấy rất là tâm đắc ở lãnh đạo Vĩ, đó là chuyển giao nhà từ nhà đối tác từ là nhà đầu tư sang làm đối tác. Và Phương cũng nhận ra được rất là nhiều những cái giá trị từ những cái bài học của Tốt Hải, là chúng ta cần phải đặt tiêu ra mục tiêu. Không những chúng ta học học từ các lãnh đạo, từ tuyến trên, từ tuyến dưới, từ tuyến bạn, và thậm chí chúng ta còn phải học ở trong sách nữa. Nếu như chúng ta mà không trau dồi những cái kiến thức, chúng ta không không nâng 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 cấp cái bản thân của chúng ta lên thì chúng ta sẽ bị, và chúng ta cũng trong môi trường này chúng ta cũng cần không cho phép bản thân mình là ngừng ngừng học đấy.
Chỉ có học tập mới giúp cho chúng ta trưởng thành hơn. Và cái bài học của Tốt Vui đó là chúng ta phải cần, nó là cái tính tự học đó. Chính là bản thân chúng ta thì chúng ta phải có cái ý thức với bản thân mình là mình phải tự học hỏi, tự giác, chứ không phải là ai cũng luôn luôn đằng sau để mà thúc giục chúng ta được. Cũng không có ai là tuyến trên để suốt ngày gọi điện hay nhắn tin hay thúc giục cái bản thân. Chính là bản thân chúng ta là cần phải vượt được qua cái rào cản của chính bản thân mình thì chúng ta mới có thể là trưởng thành được, hay thành công hay không là cũng là do quyết định ở con người của chúng ta. Và cái bài học đó là ở Tốt Ngà, Phương thấy Tốt Ngà có cái câu rất là tâm đắc là nếu như mà mình không thực hiện được cái mục tiêu đó thì mình sẽ chết trong cái mục tiêu của mình. Và nếu như chúng ta đặt ra cái mục tiêu và chúng ta không thực hiện được cái mục tiêu đó thì chúng ta sẽ chết trong cái mục tiêu của mình, và chỉ nói ra nhưng mà chúng ta không hành động thì chúng ta cũng sẽ chết trong cái mục tiêu đó. Và cái bài học của Túc Huyền Nguyễn đó là mục tiêu nghề. Mục tiêu nghề thì chúng ta phải đặt cái tâm thái của chúng ta vào cái nghề này, định vị là cái nghề của chúng ta là gì, và chúng ta phải đặt ra mục tiêu tháng và ra mục tiêu tuần và mục tiêu ngày. Chúng ta sẽ chia nhỏ ra như vậy thì chúng ta mới có thể là làm đều đặn, hành động. Học rồi chúng ta cần phải hành động nữa, thì làm như vậy đều đặn thì nó sẽ ra kết quả tốt. Và những cái bài học đó là của Tốt Hương, trưởng ban huấn luyện, đó là nghe như không nghe mà thấy như không thấy đó. Và tất cả có những cái bài học rất là giá trị từ các Tốt nữa, nhưng mà Phương thấy thực sự ra là bản thân Phương vẫn còn thiếu sót rất là nhiều, cho nên là Phương cũng rất là mong được cái sự rèn giũa cũng như là chỉ bảo từ các Tốt để mà mình có thể là rèn giũa mình bản thân bản thân của Phương hàng ngày, để mình có thể mỗi một ngày mình tốt thêm 1%. Đấy là cái sự thành công là của mình. Và cái thứ nhất là mình cần phải tự học, cái thứ hai là mình phải làm việc đều đặn. Học rồi nhưng chúng ta còn phải hành ạ. Học rồi chúng ta cần phải thực hành nó thường xuyên và đều đặn thì mới có thể có kết quả tốt. Và Phương cũng xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã lắng nghe cái lời chia sẻ của Phương, và Phương xin hết ạ. À, cảm ơn chị Hoàng Phương, rất là hay, rất là nhiều bài học. Cả nhà mình cho một cái tràng trái tim đỏ rực lên màn hình để mà cảm ơn chị Phương được không ạ? À, và Hương cũng có một xíu để mà nhắc anh chị thôi. Như thế này là khi mà mình chia sẻ bài học đó, đó là cái bài học mình cảm nhận được, và bài học đó là bài học cho mình, và mình áp dụng nó như thế nào thì mình tập trung vào mình, và mình xưng với danh 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 xưng là tôi học được bài học đó thì tôi phải làm gì, tôi phải làm gì. Tại vì có những bài học anh chị ở đây chúng ta đã tiếp thu được rồi, và chúng ta đã thực hiện tốt bài học đó rồi. Khi mà chị hoặc bất kỳ ai á, mà mình nói chúng ta, thì vô hình dung là cái người nghe họ sẽ cảm thấy là à, tôi làm cái đó được rồi chẳng hạn. Đấy, thì cái bài học đó tôi đã áp dụng được rồi. Đấy, cho nên chúng ta khi mà chia sẻ thì mình tập trung vào là tôi học được bài học đó, tôi phải làm gì, mình tập trung vào chính mình nha anh chị nha. À, thì phần của chị Phương á, chị Phương chia sẻ rất là nhiều cái kỳ hay, thì Hương cũng xin tóm tắt lại một số cái kỳ mà chị Phương muốn chia sẻ. Đầu tiên là cái tính chọn mà chị đã học được từ nhà điều hành team chiến lược, tân nhà điều hành team chiến lược là anh Mai Viết Anh, là về tính chọn, chọn kết quả trước và sau đó là theo theo đuổi cái mục tiêu, theo đuổi cái mục tiêu và hành động một cách mạnh mẽ quyết liệt. Thì có một câu chuyện mà Hương đã được nghe nghe trực tiếp từ nhà lãnh đạo kiệt xuất Jesse Maxwell. Ông kể một câu chuyện, đó là một anh chàng đi vào trong một cái khu rừng và anh cầm theo một cái rìu để mà chặt cây á, chặt cây. Thì anh ta khi mà anh ta vô cái rừng, khu rừng đó, anh ta chọn được cái cây đó rồi và anh ta bắt đầu ngồi nhìn cái cây đó, bắt đầu anh ta nghĩ chặt như thế nào, chặt làm sao để chặt được cái cây đó. Thế là cái người thanh niên đó chặt được vài ba cái vào cây, sau đó anh ta lại ngồi nghĩ chặt khó quá, chặt không nổi này kia, anh ta lại tìm một cây khác anh ta chặt, anh ta chặt một cái cây khác nữa anh chị. Và cứ như thế anh ta chạy từ cây này sang cây khác và bắt đầu nghĩ làm thế nào để chặt, chặt làm sao, và chặt vài cây như thế, bắt đầu là anh ta mệt và anh ta bỏ cuộc. Và cuối cùng là không có cái cây nào mang về. Bài học ở đây chúng ta rút ra là gì anh chị? Khi mà cái cây đó có nghĩa là cái mục tiêu, đúng không ạ? Cái cây là cái mục tiêu, còn cái rìu là công cụ, và chúng ta là cái người thực hiện, dùng công cụ để thực hiện mục tiêu đó.
Thì khi mà mình cứ ngồi mình nghĩ, mình nghĩ, mình nghĩ, mình nghĩ đó, mình học được cách chặt cây rồi, mình học được cách mài rìu rồi, nhưng mà mình cứ nghĩ nghĩ nghĩ, mình cứ nghĩ hoài, mình không chặt thì cây cũng không đổ, đúng không chị? Mà nếu như mình chọn một cây mà mình chặt được mấy nhát, ba nhát, thì hôm lại chọn cái cây khác để chặt, thì giống như cái việc mà hôm nay mục tiêu của mình là gì, mình mới làm được có một phần mục tiêu, hôm sau mình lại bỏ cuộc, mình đi làm mục tiêu khác. Hoặc là mình chọn cái cây này rồi, mình lại chọn cây khác, giống như cái việc là mình không định vị được, mình không chọn được cái một nghề nào mà mình theo đuổi. Là vì sao? Là vì chúng ta chưa có kết quả, đúng không ạ? Chúng ta chưa lựa chọn kết quả. Chẳng hạn như tôi lựa chọn kết quả là tôi chọn một cái cây đó, chặt một cây đó to. Tôi muốn đem cái cây to, gỗ tốt về nhà. Một cái cây to, gỗ tốt về nhà. Thì hôm nay tôi chặt 5 cái, không thể nào mình chặt trong một ngày anh chị. Hôm nay tôi chặt 5 cái, ngày mai tôi chặt 5 cái, ngày kia tôi chặt 5 cái, và tôi chặt 5 cái mỗi ngày, 5 cái mỗi ngày, 10 cái từ ngày này qua ngày khác, đến khi nào cái cây nó ngã thì thôi, thì tôi có thể đem cái cây đó về. Nhưng mà nếu như mà mình cứ thay đổi cây này qua cây kia, đó, mình không có một cái tính chọn, mình không có một cái tính chọn gọi là nhất quán, thì sẽ không bao giờ mình đạt được cái mục tiêu mình mong muốn. Giống như ngày hôm nay khi mà anh chị muốn đạt được cái cấp độ cao nhất tại quỹ Sky Community mà anh chị không có quyết liệt với nó, anh chị mỗi ngày làm một ít, xong rồi hôm sau anh chị lại cảm xúc, anh chị lại chán đó, anh chị lại đi làm một công việc khác, hoặc là anh chị lại cảm xúc, anh chị lại không quan tâm đến cái mục tiêu đó nữa, anh chị lại chọn một cái mục tiêu khác, anh chị đưa mình vào cái trạng thái thoải mái. Mình cứ cố gắng mình thấy không thoải mái quá thì mình lại đưa mình vào trạng thái thoải mái. Mà con người mình nó có một cái là gì anh chị? Khi mà ở trạng thái không thoải mái rồi, không ai muốn điều đó. Mình ở bên trong mình cái con người mình chỉ muốn ở trạng thái thoải mái thôi. Chỉ thích thích ở trạng thái thoải mái thôi. Cho nên là muốn thành công mình phải đưa mình vào trạng thái không thoải mái anh chị. Càng không thoải mái bao nhiêu, anh chị càng vượt qua nhiều lần như thế thì anh chị càng lên đỉnh núi nhanh bấy nhiêu. Đúng không ạ? Khi mà lên đỉnh núi không có khi nào sướng hết, lên đỉnh núi nó sẽ có đèo, sẽ có dốc, mình phải lên 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 lên, mình phải cố gắng nỗ lực mỗi ngày. Còn khi mà xuống dốc, trạng thái thoải mái là đang xuống dốc, và nếu như trạng thái thoải mái nó duy trì ngày này qua ngày khác, có nghĩa là đến một ngày chúng ta nằm ở dưới đất lúc nào chúng ta không hay. Đấy, và cái việc mà tính chọn nó cực kỳ quan trọng. Tính chọn cực kỳ quan trọng. Thông thường thì chúng ta chỉ nhìn vào những người xung quanh xem là họ làm cái gì nhiều tiền, họ làm cái gì họ cảm thấy sung sướng, nhưng mà mình không biết được là cái công việc hàng ngày của họ như thế nào. Quan trọng là vẫn là bản thân chúng ta muốn điều gì, chúng ta muốn điều gì. Giống như Tốp Học đã nói, chúng ta muốn cho con cái chúng ta có một cái môi trường, chúng có một cái món quà gì đó, hoặc là đưa đi du lịch hay gì đó. Chúng ta muốn ba mẹ của mình được nghỉ hưu ở nhà, có thể là đi du lịch bất cứ lúc nào. Chúng ta mong muốn ở trong một cái căn nhà rất là đẹp, rất là sang trọng. Đấy, làm cho ba mẹ chúng ta tự hào. Nhưng mà cái điều mình mong muốn đó, hoặc là chúng ta mong muốn được tốt hơn nữa, giúp đỡ cộng đồng nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, cái việc mong muốn đó chúng ta đã nhiều lần thất bại, nhiều lần không làm được, và chúng ta mất niềm tin vào chính bản thân mình. Mất niềm tin vào chính bản thân mình, và khi mà mất niềm tin vào chính bản thân mình rồi thì cái điều mong muốn đó chúng ta bị quên đi, bị chìm, bị lắng đi anh chị. Cho nên là cái ngày 2 ngày leadership này chẳng có làm cái gì mới, chẳng có nói cái gì mới, chỉ là những cái điều cũ mà anh chị đã bị lãng quên, những cái điều trong cuộc sống hàng ngày mà anh chị đã bị nhiều lần bị thất bại và anh chị bị lãng quên, đúng không ạ? Bệnh chị bị lãng quên. Bây giờ cho nên là chúng ta đã có chọn rồi, công ty tốt rồi, một tập đoàn có sứ mệnh là xây UST giải cứu hành tinh rồi, một quỹ Skyward Community với cái mệnh danh, với cái tiêu đề là gì anh chị biết mà, câu slogan của SVKC anh chị có biết là gì không? Thì đợt vừa rồi Hương đi Belarus, Hương mới để ý mà Hương mới biết, anh chị lúc trước chị Hương cũng chưa biết nữa. Nó là gì? Kiến tạo và tài trợ cho tương lai anh chị. Chúng ta là người kiến tạo cho tương lai và chúng ta tài trợ cho nó. Anh chị có hay thấy hay không? Chúng ta chọn tương lai chúng ta như thế nào? Chúng ta chọn tương lai như thế nào? Và UFT đã cho một cái tương lai đó rồi. Và chúng ta là người góp vốn tài trợ, kiến tạo nên nó và tài trợ nên nó. Và sau này chúng ta là những con người
vừa kiến tạo tương lai chính bản thân mình mà vừa kiến tạo nên một cái hành tinh, một cái trái đất toàn màu xanh anh chị. Không khí trong lành, đó, không khí trong lành, thiên nhiên trong lành và tất cả mọi thứ nó đều giúp ích cho con người về mặt sức khỏe, về mặt sức khỏe, về mặt trí tuệ, mọi thứ hòa hợp lại với nhau. Chứ không phải như bây giờ là con người càng ngày càng xa nhau anh chị. Đấy. Cho nên là công ty đã tốt rồi và hệ thống giáo dục của team chiến lược, hệ thống giáo dục của team chiến lược, anh chị thấy là các huấn luyện viên chúng ta có xuất sắc không anh chị? Các huấn luyện viên chúng ta có xuất sắc hay không? Họ là những người làm việc có kết quả và họ cầm tay chỉ việc tất cả mọi người. Chỉ từng ly từng tí, từng ly từng tí các bước anh chị phải làm như thế nào. Không có một khóa học nào mà có thể giúp anh chị học xong áp dụng được ngay. Ngay bản thân Hương là một người đã đi học bên ngoài rất là nhiều. Nhưng tuy nhiên để mà áp dụng lại vào trong đây, Hương đã chắt lọc 1% ở kiến thức ở ngoài anh chị. Không thể nào áp dụng được hết. Nhưng mà ở đây anh chị chỉ cần học đúng đủ đều tất cả các buổi học từ online đến offline. Anh chị ghi đầy đủ. Anh chị làm theo từng bước mà các huấn luyện viên hướng dẫn cho anh chị thì anh chị đã có thể kiếm được hàng triệu đô ở đây rồi. Anh chị có thấy Hương nói có chuẩn không ạ? Nếu anh chị cảm thấy Hương nói đúng hay là rất đúng thì có thể comment giúp Hương là rất đúng hay là rất đúng ạ. Hương nói anh chị là ra ngoài kia không có một khóa học nào dạy anh chị miễn phí mà kết quả anh chị có thể đạt được ngay sau khóa học đâu, ngay trong khóa học luôn. Ở khóa K4 anh chị thấy là ở khóa K4 online học sau đó là có đối tác, có nhà đầu tư luôn, có kết quả ngay trong khóa học luôn. Và ngoài ra là càng có kết quả, càng nhiều kết quả lại càng đạt được đội winner, lại càng có giải thưởng cao. Tuyệt vời không anh chị? Quá tuyệt vời luôn. Hương thấy là đôi khi bây giờ lại mình lại mong muốn mình trở thành với vai trò học viên để mà mình được tham gia các kỳ thi để mình được nhận giải thưởng anh chị. À, cả Hương và cả huấn luyện viên Diễm Quỳnh với lại Tấp Huyền với Tấp Ngà, những cái tấp nữ trong team huấn luyện viên á, mà kêu lãnh đạo là thôi bây giờ cho tụi em với vai trò học viên để tụi em thi để tụi em có năng lượng làm việc, để mà anh phải có giải thưởng gì riêng cho huấn luyện viên, anh phải thôi làm ơn mấy em là kinh nghiệm quá nhiều rồi, anh không có tiền để mà chi cho quà thưởng cho mấy em nữa đâu. Đấy, thật ra là mọi người rất là mong muốn được như anh chị là với vai trò học viên để mà hòa mình vào cái không khí đó đó anh chị. Tại vì chúng tôi có thể là đi học rất là nhiều nhưng mà những khóa học bên ngoài nó khác hoàn toàn với cái môi trường trong này. Rất khác anh chị. Rất khác. Và như anh chị thấy là việc là hệ thống giáo dục rồi, bây giờ chúng ta xây dựng đội nhóm như thế nào là hồi nãy lúc chị Ngọc cũng đã chia sẻ và Hương cũng đã tóm tắt lại với anh chị là chúng ta những việc chúng ta cần phải làm. Đấy. Và sai là sửa anh chị. Phải hành động anh chị, hành động mỗi ngày. Như cái việc chặt cây á, hôm nay chặt 3 cái, hôm sau chặt 5 cái, hôm tới khỏe hơn chặt 10 cái. Mỗi ngày chặt mỗi ngày. Còn hơn là chúng ta không làm gì đúng không ạ? Làm sai, làm sửa, sai sửa, sai sửa. Sai sửa, sai rút kinh nghiệm. Nếu như mà team chiến lược không tổ chức K1, K2 thì làm gì có K4, K5 đúng không anh chị? Nếu như mà cứ ngồi đó nghỉ thôi, không làm được đâu, không ai học đâu, hay là như thế này thế kia thì sẽ không bao giờ có K1, K2, K3, K4, K5. Đấy, phải làm, phải rút kinh nghiệm. Đó rồi dần dần mới tạo ra một cái đội ngũ mạnh hoặc đội ngũ xuất sắc và trao giá trị cho cộng đồng như ngày hôm nay. Đó, tiếp theo thì vẫn là chúng ta đúng không anh chị? Vẫn là chúng ta, công ty tốt, công ty tuyệt vời rồi, hệ thống giáo dục tuyệt vời rồi, đội nhóm tuyệt vời rồi. Quan trọng là chúng ta có là người sáng mắt hay không? Hay là chúng ta là một cái người gọi là bịt mắt và rất là nhiều người sáng mắt đi cùng mình nhưng cuối cùng mình lại đưa họ xuống vực. Bây giờ chúng ta chọn chúng ta là người như thế nào? Ở bên ngoài mọi hệ thống đã là rất là tốt rồi. Quan trọng chúng ta phải là người sáng mắt, dẫn dắt nhiều người sáng mắt cùng với chúng ta để mà đưa nhau đi đến một cái kết quả tốt đẹp. Đấy, đưa nhau đi đến kết quả tốt đẹp. Rõ ràng là trong môi trường này cũng có rất là nhiều người chứ không phải không có đâu anh chị. Những cái gì mà huấn luyện viên đưa ra, các huấn luyện viên bàn nhau đưa ra với anh chị đều là những cái bài học xương máu mà suốt 5, 6, 7 năm trời chúng tôi đã gặp. Cho nên bây giờ anh chị mà gặp ai mà chia sẻ cho anh chị là cơ hội đầu tư này giống UST, có thể là, nhưng mà có thể là lãi hàng tuần hay lãi hàng tháng, lãi hàng ngày, thì quên đi anh chị. Chúng ta bây giờ là những người có trí tuệ rồi đúng không? Giống như những cái buổi chia sẻ pháp lý á,
Hương nói với anh chị là anh chia sẻ cơ hội cho tôi đúng không? Anh đưa cho tôi 5 cái tiêu chí đi. Đáp ứng 5 tiêu chí này, ok tôi đầu tư. Còn nếu như mà không đáp ứng 5 tiêu chí này, nét. Được không anh chị? Đó là một cái việc mà một cái bài học đơn giản trên Zoom thôi, nhưng mà đã giúp cho anh chị đỡ mất rất nhiều tiền rồi. Và cái việc đó trước giờ chưa ai dạy. Trước giờ chưa ai dạy. Chỉ có những người đã từng bị mất, đã từng xương máu, bài học xương máu rút kinh nghiệm ra để dạy cho anh chị, để truyền tải lại cho anh chị. Đó là một cái việc mà Hương nghĩ là cái đội ngũ team chiến lược, đội ngũ của cộng đồng Skyward Community này mang lại một cái giá trị rất là lớn cho cộng đồng, giúp cho anh chị chữa lành vết thương và tránh không bị thương ở cái ngoài cái xã hội đầy rẫy những cái cạm bẫy như thế này. Hương thấy anh chị ít giơ tay là Hương sẽ nói nhiều đó nha. Anh chị phải giơ tay để Hương biết là anh chị còn rất nhiều điều để nói. Còn không là Hương thấy anh chị ít giơ tay là Hương sẽ nói nhiều đấy. Tiếp theo là Hương xin mời chị Phạm Thị Hương ạ. Rồi, xin cảm ơn Tố Hương ạ. Hương xin chào huấn luyện viên trưởng Tố Hương. Xin lỗi cả nhà. Hương xin chào hai cố vấn Vương Tiểu Mỹ và cố vấn Trần Diễm Quỳnh ạ. Xin chào tất cả các ban lãnh đạo trong team chiến lược. Chào tất cả các anh chị em có mặt trong phòng Zoom tối ngày hôm nay. Thì thực sự ra hai ngày leadership thì và hôm nay được nghe các anh chị chia sẻ lại nữa thì Hương cảm thấy rằng là vô cùng nhiều những bài học giá trị. Nhưng với bản thân Hương thì Hương tâm đắc và Hương cảm thấy rằng là Hương còn thiếu. Cho nên là Hương tâm đắc nhất là cái bài học về mục tiêu nghề của Tốt Huyền. Bởi vì là bản thân Hương thì lại chưa có nhiều nhà đầu tư, mà cái mục tiêu lên Xbox của Hương là vào ngày 20/10/2023. Cho nên là Hương cần phải nỗ lực hơn, áp dụng triệt để cái bài học của Tốt Huyền là thứ nhất là kết nối người mới, tức là mình theo cái chiến lược mà gieo rau cải ạ. Gieo rau cải tức là mình theo cái phương pháp là cuốn chiếu, thì cứ mỗi một ngày Hương kết nối 3 người, 4 người mới và chăm sóc lại những người cũ. Và đó là một cái chiến lược mà Hương muốn rằng là khi mà Hương áp dụng triệt để như thế này thì Hương có thể nhanh chóng đạt được cái mục tiêu của mình. Cái thứ hai nữa là Hương cũng thấy rằng là cái đội nhóm của Hương thì vẫn còn thiếu rất là nhiều, vẫn còn rỗng, rất là hỏng rất là nhiều, cho nên là Hương cũng đang cũng áp dụng rất là triệt để cái bài học mình phải làm chăm sóc để chuyển đổi những nhà đầu tư thành những đối tác của mình. Đấy thì là những cái bài học mà Hương cảm thấy rằng rất là tâm đắc và Hương cũng đang áp dụng thật sự là rất là kiên trì. Tại vì là bản thân Hương thì từ trước tới giờ thực sự ra là để cái kết quả ngày hôm nay chưa được như mình mong muốn cũng là do bản thân mình chưa có nỗ lực hết sức mình và cũng chưa có được những cái mục tiêu nghề mà nó rõ ràng. Sau hai ngày này thì Hương nhận được cái bài học và Hương cảm thấy rằng là mình cần phải bổ sung nhiều hơn nhất là cái bài học về làm sao để mình có thể ra được cái mục tiêu, mình có thể là làm sao để mình đạt được cái mục tiêu chuẩn xác nhất trong cái nghề này của mình đã chọn rồi. Đấy, cái thứ hai nữa là mình cần phải làm sao mà để chuyển đổi được nhà đầu tư của mình thành những cái đối tác đồng hành cùng với mình. Hương xin cảm ơn cả nhà đã lắng nghe Hương chia sẻ. Xin cảm ơn ạ. Cảm ơn chị Phạm Thị Hương, cả nhà mình cho tràng số 2 để mà cảm ơn chị. Cái phần chị Hương mà tâm đắc nhất là cái phần mục tiêu đúng không ạ? Phần mục tiêu, chiến lược trồng rau cải. Thì ở UST mình, khi mình là những người sở hữu cổ phần và chúng ta đang trồng cây lâu năm đúng không anh chị? Đang trồng cây lâu năm. Và hồi xưa là khoảng năm 2019-2018 thì anh chị hay có những cái đợt mà đầu tư vào những website mà trả lãi hàng ngày á. Thì mọi người thường bảo nhau là lấy ngắn nuôi dài, lấy lãi của bên sàn, sân sàn xong rồi đầu tư UST. Thời điểm đó cũng có rất là nhiều anh chị đã thắng, anh chị cũng có chứ không phải không, là rút lãi bên đó đầu tư UST. Đấy, và anh chị biết là đến một ngày thấy hay, thấy ngon quá, rất là nhiều người vào bắt đầu là
làm đối tác có tiền, thế là đem vào đó đầu tư, cuối cùng là mất cả chì lẫn chài, anh chị, mất cả chì lẫn chài. Cho nên đó là vì sao mà huấn luyện viên Huyền Nguyễn mới đem ra cái bài học là trồng rau cải, và cái hạt giống rau cải ở đây là cái quỹ SVKC mới đúng là cái hạt giống rau cải tốt, anh chị, mới đúng là hạt giống rau cải tốt. Còn những cái website bên ngoài kia thực chất là những cái website, nó là những cái mô hình bong bóng thôi. Khi bong bóng nó căng rồi thì nó sẽ vỡ lúc nào mình không biết được, sẽ không biết được khi nào vỡ, anh chị. Còn với cái mục tiêu, với cái chiến lược của quỹ FVKC, với cái hình thức là gọi vốn crowdfunding, và mục tiêu của quỹ là sẽ chiếm 10% dân số thế giới, những cộng đồng nhà đầu tư vào UST, và gọi vốn riêng cho mảng công nghệ xanh UST thôi, không gọi vốn riêng cho một bất kỳ một cái doanh nghiệp nào khác hết. Đấy, thì khi chúng ta làm đối tác cho quỹ FVKC, chúng ta có thu nhập từ cái việc là marketing, thu nhập từ cái việc xây dựng đội nhóm. Thì khi chúng ta có thu nhập đó, thì cái nguồn thu nhập đó, tất cả những huấn luyện viên, tất cả những anh chị em đối tác, chúng ta sẽ trích 30%, 50%, thậm chí là 70-80% để mà chúng ta góp vào UST, vừa gọi vốn cho công ty mình, có cái quỹ gọi vốn công ty mình, rồi là giúp cho công ty mình ngày càng phát triển. Thì khi công ty UST phát triển, cổ phần chúng ta lại gia tăng. Chính mình là người trồng rau cải, gieo cái hạt rau cải, sau đó là chúng ta bán cái rau cải thu hoạch, và chúng ta đem cái tiền đó đóng góp vào cái vườn táo của mình. Có hay không anh chị? Anh chị ở ngoài kia có cơ hội nào, có công việc nào mà khiến cho anh chị là vừa có thu nhập ngay tức thì mà chúng ta lại có một cái vườn táo, một cái vườn sầu riêng, một vườn trái cây lâu năm để chúng ta ươm giống, ươm mầm và phát triển không anh chị? Không có một cơ hội nào. Có thể là anh chị có thể đầu tư cổ phiếu của công ty này, công ty nọ. Đó. Nhưng mà anh chị không phải là những người sở hữu cổ phần gốc. Cổ phần gốc của ở đây có giá trị như thế nào? Cổ phần gốc chúng ta là những người đồng sở hữu trí tuệ, là những ông bà chủ đang đứng ngang tầm vị thế với chủ tịch đó anh chị. Anh chị biết là khi Hương cùng với đoàn đi sang Belarus, có những lần đi bộ đi dạo á, những người mà người ta lái xe, những người ta làm trong vườn hay này kia kia nọ, thấy tụi Hương là họ phải gật đầu chào đó anh chị. Tại vì á, chúng tôi là những người đi sang bên đó, và họ biết một điều là chúng tôi là những người đang góp vốn để xây dựng lên cái công trình này, là những đối tác thân thiết, và đặc biệt đối tác Việt Nam là mang lại cái nguồn thu rất là lớn cho công ty và giúp công ty phát triển rất là mạnh. Cho nên là được những cái người nhân viên bên đó chăm sóc tận tình và họ rất là tôn trọng. Mặc dù họ đang chạy ô tô, cũng có người đang chạy ô tô, nhưng mà họ hạ cửa kiến xuống và họ chào anh chị. Và ngay cả vợ chủ tịch hay là chủ tịch hay là giám đốc, các giám đốc bên đó họ rất là trân trọng. Cho nên là Hương cảm thấy khi mà Hương đi sang đó, thời tiết thì như thiên đường rồi, không nói nhà gỗ, làng sinh thái này các thứ, đặc biệt là con người Hương rất ấn tượng. Khi mà Hương gặp giám đốc từ nhà máy cho đến là giám đốc mùn, họ có một cái thái độ rất trân trọng mình. Ở bên Dubai thì Hương chỉ gặp giám đốc kỹ thuật của trung tâm U-Sky thôi. Còn qua bên đây là Hương gặp đến hai vị giám đốc. Một vị là giám đốc của mùn, một vị là giám đốc nhà máy sản xuất. Họ rất là trân trọng mình anh chị. Họ mà gặp người ở phương Tây nữa, họ vừa trân trọng mình là một người đang đồng sở hữu, là một người chủ. Bên cạnh đó họ rất trân trọng phụ nữ. Cho nên là mình cảm thấy là một cái việc rất là thích. Hương cảm thấy rất là thích khi mà sang bên đó. Cho nên là khi nào anh chị sang bên đó, anh chị mới cảm nhận được cái việc Hương nói. Đôi khi làm Hương kể ra, anh chị cảm nhận một phần nào đó thôi. Đấy. Và mình vừa có một vị thế của mình là một người chủ ngang tầm với lại cái người sáng lập rồi. Quan trọng là chúng ta đang là sở hữu bao nhiêu cổ phần thôi. Quan trọng mình sở hữu ít hay nhiều thôi. Nhưng mà cái việc là mình là người đồng sở hữu thì mình cũng là sở hữu tất cả những tài sản đó rồi. Và sau này lợi nhuận chúng ta nhiều ít phụ thuộc vào số cổ phần chúng ta nắm giữ. Đó là ai cũng biết đúng không ạ? Đó, tuy nhiên là mình vừa có cơ hội đồng sở hữu, mình vừa có cơ hội gia nhập vào quỹ đối tác. Và sau này nếu như mà UST lên sàn chứng khoán thì anh chị hiểu một việc đó rằng tất cả những người trong cái quỹ FVKC đều trở thành những nhà triệu phú, tỷ phú anh chị. Và chúng ta là một phần trong đó. Anh chị thấy điều này có tuyệt vời không anh chị? Mình vừa có thu nhập từ ngay lúc này, và sau này cộng đồng chúng ta là cộng đồng lớn mạnh trên thế giới, là một cộng đồng những người rất là giàu có.
Và nếu như chúng ta có một hệ thống nhà đầu tư toàn là những người giàu có, thì chúng ta đang giúp cho không những họ giàu có mà chúng ta đang giúp cho cả thế hệ 3 đời, 5 đời nhà họ thay đổi, anh chị. Đúng không ạ? Giúp cho nhiều, nhiều, nhiều thế hệ sau đó thay đổi. Cho nên là cái việc team chiến lược thành lập ra những khóa học như thế này không chỉ là giúp cho anh chị thay đổi về mặt tài chính, mà giúp cho anh chị thay đổi về mặt kiến thức, về trí tuệ, về mặt con người, về mặt sức khỏe, về mặt gia đình anh chị. Giúp cho anh chị có được cái một hạnh phúc thật sự ngay chính từ cái lúc thời điểm này, chứ không phải là đợi lên sàn rồi mới giàu, lên sàn rồi mới hạnh phúc, mà từ hạnh phúc từ bên trong anh chị chính ngay thời điểm bây giờ. Nếu như anh chị cảm nhận được điều đó. Cho nên là những cái khóa học kem tiếp theo có thể là khóa K4 online, có thể là sẽ tương tự và càng ngày càng nâng lên chút xíu. Nhưng mà những cái khóa online, khóa offline, nếu như anh chị mang người thân của mình, mang chồng, mang vợ của mình đi, thì Hương chắc chắn với anh chị một điều rằng trong 3 ngày đó sẽ có một buổi, Hương hoặc các huấn luyện viên của chúng ta sẽ chia sẻ cho anh chị những cái bí quyết, những kinh nghiệm nào để chúng ta có được cái sự hạnh phúc từ bên trong. Đó là cái điều cực kỳ quan trọng mà Ngài Chủ tịch của chúng ta luôn muốn hướng đến cho con người, và team chiến lược và tất cả huấn luyện viên đều rất mong muốn điều đó. Anh chị nên nhớ là cái việc là không chỉ tạo ra khóa học để giúp anh chị phát triển bản thân, phát triển tài chính, mà luôn mong muốn cho anh chị là hạnh phúc từ bên trong, chuyển hóa chính bản thân của mình, để anh chị khi anh chị hạnh phúc từ bên trong, lúc đó anh chị mới mang lại sự hạnh phúc, sự giàu có, sự thịnh vượng cho những người xung quanh được. Đó, và tiếp theo thì Hương xin mời anh Nguyễn Đình Hoàng cùng chia sẻ bài học với tất cả anh chị em. Vâng, xin được cảm ơn trưởng ban huấn luyện Tối Ước Phạm Ngọc Hương đã cho Hoàng được cái cơ hội để được lên đây để chia sẻ với tất cả các top và các anh chị trong cái buổi Zoom ngày hôm nay. Thì trước tiên thì Hoàng xin được gửi đến tất cả các cố vấn của team chiến lược, tân cố vấn team chiến lược, MC rất là đẹp trai và Lam Thần Tô Bích Phước Phạm Ngọc Thanh và trưởng ban huấn luyện Ngọc Hương và tất cả các cô chú anh chị trong buổi Zoom một lời chào và lời chúc tốt đẹp, và chúc cho tất cả các anh chị chúng ta có một buổi học tập thật sự là vui vẻ và đầy ý nghĩa. Và xin các cô chú anh chị và chào hoan tay điều không ạ? Và sau đây thì Hoàng xin chia sẻ được hai cái key mà trong khóa học trước đây Hoàng đã hiểu nó chưa đúng, và sau thời gian này thì Hoàng muốn chuyển hóa nó thành cái ý nghĩa hơn. Cái thứ nhất thì trước đây thì Hoàng chưa nhận ra được cái sâu sắc của tác dụng của cái đội nhóm. Thì trong khóa học mình có một cái key là tài sản lớn nhất của leader là đội nhóm, và tài sản lớn nhất của đội nhóm đó là gia đình. Thì trước đây thì Hoàng chưa có cái tinh thần gọi là sát sao về đội nhóm, cũng như là quan tâm đến về đời sống cũng như là những cái khía cạnh khác của đội nhóm. Thì sau cái chương trình này thì Hoàng sẽ thay đổi cái tư duy này hơn để nó đạt được những cái kết quả nó như mong muốn. Và đặc biệt mỗi cái kỳ thứ hai nữa là cái tam giác vàng trong cái quy tắc ứng xử ấy. Thì ra trước đây Hoàng không nghĩ rằng là cái kiến thức mà cái kỹ năng ấy nó chỉ chiếm đến 5% luôn. Trước đây Hoàng nghĩ là cái kiến thức kỹ năng nó gần như chiếm hết ấy. Nhưng mà thật sự không nghĩ đến là cái giao tiếp trong nó lại chiếm đến những là 70 hay 75%. Thật sự rất là ngỡ ngàng. Đó thì đó là một cái trước đây Hoàng chưa nhận ra và đã không tận dụng được triệt để những cái yếu tố đó. Thì sau đây sau khóa học này thì Hoàng sẽ khai thác những cái điểm mà mình trước đây mình hiểu chưa đúng để mình chuyển hóa cho nó có hiệu quả. Đó thì và một số kỳ nữa thì cũng còn khá, nhưng mà cũng nhường sân khấu cho một số anh chị khác. Hoàng xin cảm ơn, Hoàng xin hết. Cả nhà mình cho anh Hoàng một tràng số 7 để mà cảm ơn vì những cái từ khóa mà anh chia sẻ rất là hay với anh chị. Rất ngắn nhưng mà từ khóa rất hay. Hay là ở cái phần nào? Cái phần đầu tiên là di sản của
leader, di sản người lãnh đạo, đó là đội nhóm. Và di sản của đội nhóm chính là gia đình của họ. Đó là một cái từ khóa mà huấn luyện viên Nguyễn Đức Học đã chia sẻ tất cả chúng ta, và ngày hôm nay anh Hoàng cũng đã nhắc lại. Đấy, thì cũng như Hương đã chia sẻ với anh chị đúng không ạ? Dù chúng ta có năng lượng cỡ nào, chúng ta có mạnh mẽ cỡ nào, nhưng mà về nhà mà từ cái người thân bên cạnh mình không được vui là tất cả mọi năng lượng mình cũng như là coi như là không còn nữa. Cho nên là làm gì thì làm, ở nhà mình phải vui vẻ trước cái đã. Cái đó là cái di sản lớn nhất của mỗi con người, của mỗi chúng ta. Nhưng mà tuy nhiên, để mà nhận được cái sự ủng hộ từ phía gia đình, tất cả chúng ta phải đôi khi phải có một cái khoảng thời gian vượt khó gì, phải có khoảng thời gian chúng ta chịu nhiều áp lực. Khi mà chúng ta chịu nhiều áp lực, vượt qua khoảng đường đó rồi, và chúng ta sẽ được ghi nhận, chắc chắn như thế luôn. Dù cho gia đình mình có ngăn cản mình như thế nào, có làm khó làm dễ mình như thế nào, thì họ cũng là những người mong muốn cho chúng ta tốt hơn. Chứ không ai muốn hại gia đình nào muốn hại mình hết. Chỉ là cái sâu thẳm bên trong là họ muốn tốt cho mình. Tuy nhiên cái cách thể hiện của mỗi người sẽ khác nhau. Do là cái quá trình họ lớn lên, quá trình họ sinh sống, họ nhận được như thế nào thì bây giờ họ cho mình thế đấy thôi. Mình không thể nào mà bắt họ phải cho mình một cái mà họ chưa bao giờ được có. Đúng không ạ? Họ sẽ không có thể nào cho mình cái mà chưa bao giờ họ nhận được. Ví dụ như một người đàn ông cho mình những cái lời nói khó nghe, cho mình những cái lời nói cọc cằn thô lỗ, thì có thể là quá khứ họ đã từ ba mẹ, từ đồng nghiệp, từ bạn bè, họ đã nhận được những điều đó, thì họ chỉ có thể cho mình bao nhiêu đó thôi. Cho nên là mình là những người được học tập nhiều, được kết nối nhiều người tốt, được nghe những lời hay ý đẹp nhiều, thì chúng ta phải là những người chủ động mang những lời hay ý đẹp đó chia sẻ cho những người thân chúng ta. Nếu như mà mình chưa nhận được, mình phải cho trước anh chị. Thì khi chúng ta xuất phát từ chính mình, và cái từ kia thứ hai là tam giác vàng, đó là kiến thức kỹ năng nó chỉ chiếm 5%, chính bản thân mình mới chiếm 95%, thì đúng là cái quy luật anh chị, 6 quy luật trong vũ trụ mà nếu như vận hành thì mình sẽ có được kết quả tốt. Và 6 cái quy luật đó nó đều hướng về chính mình. Ví dụ như là luật hấp dẫn, khi mà mình nói ra điều gì, mình nói ra điều gì thì mình sẽ đón nhận được điều đó. Những người cùng tầng lớp, những người cùng bắt đầu là cùng mong ước, cùng khát khao, cùng hướng thì sẽ đồng hút lẫn nhau. Đó thì nó cũng bắt đầu từ chính mình. Mình như thế nào thì mình hút được người như thế ấy. Và cái người đối diện với mình anh chị, có thể là khi đã họ hút lại mình rồi và mình thấy được những cái điều chưa tốt từ phía họ, thì cái đó là phản ánh những cái gì chưa tốt từ chính trong chúng ta. Tại vì mình đang hút họ mà, hai người đang hút nhau mà. Khi mình thấy những điều gì trong đó của họ thì chúng ta đang còn cái đó anh chị. Cho nên là mình càng thấy được nhiều điểm xấu của người khác thì bên trong mình cũng còn bao nhiêu đó điểm xấu. Và đến khi nào mà anh chị thấy được xung quanh mình toàn những cái tốt, nhìn ai cũng thấy toàn những cái tốt, thì chứng tỏ cái tốt bên trong của anh chị đang rất là nhiều. Khi mình càng thấy nhiều điểm tiêu cực ở người khác, chứng tỏ là bên trong mình còn nhiều suy nghĩ tiêu cực, còn rất là nhiều rác anh chị. Cái đó là mình không thể chối cãi cái luật hấp dẫn được. Mình hút nhau rồi mà, cho nên là khi hai người hút nhau là hai người đối xứng phản ánh cho nhau. Tất cả đều từ tôi hết. Và quan trọng là khi anh chị bất kỳ tham gia khóa học nào, anh chị cũng làm sao cho bản thân mình tốt lên. Đừng có thấy các huấn luyện viên như các chị, thấy các huấn luyện viên nam đẹp trai quá, xuất thần quá, giỏi quá, bắt đầu đem về so sánh với chồng mình ở nhà. Trời ơi, tôi thấy huấn luyện viên tôi như thế, tôi thấy chồng tôi mà chán chết nha. Này là không được nha anh chị nha. Hoặc là các anh đi học, các anh thấy các huấn luyện viên nữ sao mà chị nào cũng xinh đẹp, cũng năng lượng rạng ngời, về bắt đầu là so sánh với cái bà ở nhà, sao bà cứ hay cằn nhằn cử nhử, bà cứ hay làu bầu, ước gì là vợ tôi cũng được như vậy. Nguy hiểm nha anh chị nha. Đấy, mình đi học mình tiếp xúc với người tốt như thế nào rồi, mình không được phép so sánh nha. Cái so sánh là cái đại kỵ lớn nhất trong cuộc sống của mình anh chị. Mình không nên so sánh vợ mình, chồng mình với bất kỳ ai. Mình thấy mình ngưỡng mộ rồi, mình để bụng nó đi. Và mình làm sao mình hãy phấn đấu mình trước đã. Mình tốt như cái người hình mẫu của mình tốt như thần tượng mình trước cái đã. Mình đừng có thấy người ta tốt và về là bắt vợ chồng mình cũng phải tốt y chang vậy. Trong khi đó bản thân mình không nhìn lại bản thân mình.
Đó, cái đó là cái điều mà Hương muốn chia sẻ với anh chị, tại vì Hương đi học ở bên ngoài, Hương thấy là nhiều bạn học thấy thầy giỏi quá, thấy thầy đẹp trai quá, về nhà thấy ông chồng chán quá, bắt đầu trời ơi, sao giờ tôi nhớ thầy không à, chết luôn. Và Hương nghĩ là trong khóa học này chắc chắn cũng có chứ không phải không đâu anh chị. Có bao nhiêu anh chị đang nghĩ mà giống như Hương nói, có thể cầm nghe được không? Mình nói nhỏ trong đây biết thôi. Bao nhiêu anh chị thấy như vậy, có thể là comment chỉ có được không? Chắc không ai dám nói đâu nhỉ. Tại vì Hương thấy anh chị là rất ngưỡng mộ, rất là hình tượng các huấn luyện viên luôn. Cho nên là đôi khi Hương phải nhắc 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 chứ không là về anh chị cứ so sánh, về nhà cứ nghe lầu bầu lầm bầm rồi rồi bắt đầu là nói những lời khó nghe, bắt đầu là ước ước gì như 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 nói như anh Vĩ, ước gì tâm lý như bà Hương là chết luôn. Đấy, đừng có ước như vậy nha anh chị nha. Mình phải là người thay đổi chính mình trước, mình tốt lên trước, sau đó là người chồng người vợ mình thấy mình có thay đổi sau khóa học thì khóa sau vợ mình hoặc chồng mình mới đi theo mình đến khóa học đó, người ta mới tò mò là tại sao vợ tôi đi học về khác quá, chồng tôi đi học về khác quá, thì người ta thấy cái sự khác đó, người ta mới bắt đầu tò mò và mới bắt đầu đi học theo cùng với mình đấy. Rồi tất cả đều là tôi đúng không, cho nên vì sao tam giác vàng là giao tiếp trong, giao tiếp trong chính là cái suy nghĩ của mình, suy nghĩ của chính bản thân mình. Mình cứ suy nghĩ tích cực lên, mình cứ nhìn mọi hướng đều đẹp á, mình nhìn một cái nữa là đem so sánh huấn luyện viên khác kia với huấn luyện viên này á, đi ra học các huấn luyện viên khác xuất hiện sân khấu nhiều quá, còn những người không xuất hiện lên sân khấu, ai mà có huấn luyện viên mà không xuất hiện sân khấu, bắt đầu trời ơi tớp nhà người ta xuất hiện lên, người ta làm diễn giả, người ta xuất hiện, người ta nói, người ta dạy hay quá, tớp nhà mình sẽ không thấy đâu. Có chị có ai so sánh vậy không? Hương nghĩ là có chứ phải không đâu. Nếu như mà anh chị so sánh như vậy, anh chị ngưỡng mộ như vậy thì Hương nói với anh chị nha, anh chị đang ngưỡng mộ nhầm người rồi, và anh chị đang ngưỡng mộ một cách thái quá rồi. Tại vì vì sao anh chị? Khi mà một cái nội dung nào đưa ra, tất cả tất cả các huấn luyện viên đều thảo luận và đều đưa ra cái đóng góp cho cái buổi dạy đó, tiết dạy đó. Cho nên là mỗi huấn luyện viên có một cái ưu điểm riêng, mỗi tớp có một ưu điểm riêng, có một thế mạnh riêng. Cho nên anh chị đừng có thấy người này xuất hiện nhiều, người kia xuất hiện ít, bắt đầu anh chị đem ra so sánh và anh chị bất mãn là cảm thấy là người leader mình chưa giỏi. Cho nên là mình phải phân biệt rõ ràng anh chị. Người huấn luyện viên tài năng xuất sắc, chúng ta học được những cái hay đó và chúng ta mang về, chúng ta áp dụng đội nhóm của mình. Hãy định vị mình là người leader, hãy định vị mình là người leader, mình tạo ra một cái đội nhóm. Người leader mình bên trên có thể hỗ trợ mình mặt này, hỗ trợ mình mặt khác, nhưng chính vẫn là chúng ta. Người leader mà dù có giỏi, người tiến trên, huấn luyện viên có giỏi cỡ nào, nhưng mà anh chị không nỗ lực, anh chị không phấn đấu thì cũng bằng không hết. Nha anh chị nha, anh chị có đồng ý Hương khoảng này không ạ? À? Anh chị đồng ý có thể comment cho Hương số 3 được không anh chị? Đấy, đôi khi là nếu như mà Hương không nói những việc này ra thì đôi khi là anh chị sẽ bị mình bị hơi bị nhầm lẫn, mình bị cảm xúc mạnh hơn lý trí. Bình thường là mình ngưỡng mộ bằng lý trí đúng không? Mình yêu bằng lý trí. Đôi khi là bây giờ mình bị đi học bị cuồng quá rồi, ngưỡng mộ quá rồi thì lúc đó bị cảm xúc chi phối thì chúng ta sẽ đánh mất đi những người thân yêu bên cạnh mình, những người giúp đỡ trực tiếp giúp cho anh chị tạo ra kết quả. Rồi tiếp theo Hương xin mời Thanh May Mắn. Dạ, Thanh Thanh xin chào tất cả các cô chú anh chị đang có mặt trong phòng Zoom hôm nay ạ. Em Thanh cũng xin cảm ơn Tốt Hương và Tốt Phạm Ngọc Thanh đang có mặt ở trong phòng Zoom này, là em hiện tại là em đang nhìn thấy ạ. Hôm nay em Thanh cũng xin chia sẻ về một số cái cảm xúc và những cái từ kỹ mà em Thanh học được trong cái khóa học Corridor K04 vừa qua. Thì thật sự là lời đầu tiên thì em Thanh xin gửi lời biết ơn sâu sắc tới ban lãnh đạo mà ban cố vấn và các top expert và các đồng đội trong cái khóa học Corridor K04 vừa rồi ạ. Thì trong cái khóa học vừa rồi thì em Thanh sau sau cái buổi hai buổi học leadership về là từ từ hôm đấy đến hôm nay là em Thanh bị mất giọng luôn.
Thì ở trong cái khóa học này á, thì em Thanh nhận ra được một cái em Thanh rút ra được rất nhiều cái bài học từ trong công việc và trong cái giữ lửa cho gia đình mình ấy, từ vừa nhận được ở Tóc Hương cũng vừa với chia sẻ đấy ạ. Thì em Thanh cũng thấy là những cái gì mà những cái lời mà các huấn luyện viên các top mà đã dạy chia sẻ ở trong khóa học ấy thì em Thanh cũng áp dụng rất là đúng đủ đều. Em Thanh có một cái thành công rất lớn ở trong cái khóa học này á, đó là nếu mà hỏi em Thanh là cái khóa học này em nhận được cái từ kia gì thì thực sự là em Thanh nhận được rất nhiều giá trị và rất nhiều cái từ kia ở trong cái khóa học này. Thì trong cái nhưng mà cái điều mà em Thanh tâm đắc lớn nhất ở đây đó là xác định mục tiêu ạ. Tại vì cái mục tiêu từ nhỏ cho đến lớn mình làm trong cái công việc gì thì mình cũng cần phải có cái mục tiêu rõ ràng. Thì giống bây giờ thì em Thanh trong những cái bài học từ những cái hãnh diện nghề hay là và những cái hình mẫu thành công ấy thì em Thanh cũng đều áp dụng đầy đủ. Nếu như mà các cô chú anh chị ở trong khóa học này á mà học xong khóa học rồi, nếu như mà các cô chú anh chị chưa ra được 10 nhà đầu tư hay 10 gói đầu tư chẳng hạn thì các cô chú anh chị phải xem lại ạ. Em Thanh phải chia sẻ thật là tại tại vì sao? Tại vì ở đây là chúng ta cần như em Thanh áp dụng mỗi một bài học xong á, là em Thanh sẽ áp dụng ngay và luôn. Em Thanh sẽ áp dụng và em Thanh thực hành luôn ạ. Thì em Thanh thấy đều có kết quả. Và trong một cái khóa học vừa rồi đến bây giờ thì em Thanh cũng phải được chắc khoảng trên 40 gói đầu tư. Và từ hôm mà em Thanh quyết định để em Thanh ra bay từ Sài Gòn ra Hà Nội là ngày tối hôm 22. Và em Thanh cũng đặt mục tiêu là lần này ra Hà Nội em Thanh sẽ giúp đỡ để chia sẻ được 10 nhà đầu tư. Thì đến hôm nay, ngày mai em Thanh mới bay vào Sài Gòn ạ. Nhưng em Thanh cũng đã kịp thời là chia sẻ và giúp đỡ được 17 nhà đầu tư rồi ạ. Thì tất cả những cái kiến thức em Thanh trước đây là em Thanh cũng như một tờ giấy trắng thôi, em Thanh chưa có kiến thức gì đâu. Nhưng mà vào trong cái khóa học này á, em Thanh đón nhận và em Thanh học rất là kỹ từ mỗi những cái bài học ấy. Và khi mà học xong thì em Thanh đều áp dụng vào. Thì em Thanh đã cảm thấy rằng là mình thật sự là mình rất là thành công. Và nếu như mà ai không thành công, ai chưa ra được 10 nhà đầu tư, đúng không ạ? Đến lúc này các cô chú anh chị ở trong khóa học này thì các cô chú anh chị chưa áp dụng đúng và các cô chú anh chị cần phải học lại. Tại vì là những cái kiến thức mà các huấn luyện viên ở team chiến lược và các top expert dạy cho chúng ta ấy, thì em thấy là rằng là áp dụng cũng không phải là khó. Với lại hai nữa là cái bài mục tiêu của huấn luyện viên Huyền Nguyễn cái buổi ở cái trong cái buổi leadership cuối cùng ấy thì em Thanh thật sự là cảm thấy rất là đến đến buổi tối hôm đấy về ấy, mà em Thanh cũng còn thực sự là vẫn còn cái cảm xúc không. Nhiều khi là mình còn ngồi khóc một mình tại vì là cái khóa học hôm đấy kết thúc rất là muộn đấy. Và trên đường mà em Thanh lúc lúc mà đi về là em Thanh có gọi 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 một chuyến xe để đi về. Từ đấy về nhà em Thanh là hơn hơn 20 km và em Thanh gọi gọi xe về. Trên đường về thì cái anh lái xe đấy cũng còn có tò mò ấy là em học cái gì đấy, em học bảo hiểm à, em học bán hàng à, em học đa cấp à, hỏi đủ các thứ. Nhưng mà đến khi mà về đến khách hàng anh tài xế đó thả em Thanh ở trước cửa nhà thì em Thanh cũng đã kịp thời chốt một gói 500 đô luôn ạ. À, đến hôm nay ạ. Cho nên là xong sau đấy thì em Thanh cũng chưa ngừng nghỉ và về nhà tiếp tục em Thanh, tại vì giống như kiểu 2 ngày vừa rồi là vừa dành cho cái thời gian học ấy và cái thời gian để mình nói chung là tận dụng cái thời gian ở khóa học đấy, thì về em Thanh cũng chia sẻ đến 11 giờ 36 phút vẫn còn có khách hàng chuyển khoản để đầu tư đến mức đấy á. Và xong sau đấy được cả thành công cái buổi hôm đấy ra học xong ấy, được thêm 3 nhà đầu tư nữa thì xong em Thanh ngồi khóc.
ngồi khóc ạ. Thì đến hôm ấy đến hôm nay tự nhiên em Thanh mất tiếng luôn, mất tiếng mất giọng luôn. Và em Thanh nhận thấy được rằng là mình phải xác định mục tiêu. Ví dụ như hôm nay em đi chia sẻ với ai chẳng hạn, em xác định, em cài để em định danh trong đầu, hay là em định gọi điện cho ai, em cũng hình dung, em định danh luôn là cái mục tiêu. Em bảo nếu như hôm nay hai ở đâu ông bà này hay cô chú này mà không không ra quyết định đầu tư ấy, thì tôi sẽ không có tiền để ăn, tôi không có tiền để làm một cái việc gì đó. Cho nên là bắt buộc là hôm nay tôi phải làm thế nào để tôi thuyết phục được, để cho mọi người ra được cái quyết định là đầu tư đấy. Thế cho nên là em Thanh cứ bám những cái mục tiêu đấy thôi, và em Thanh làm việc thì em Thanh thấy rất là thành công. Thế cho nên là em Thanh cũng vô cùng gửi, em Thanh xin gửi 1.000.000 trái tim, những lời yêu thương và những lời biết ơn đến ban cố vấn team chiến lược, ban lãnh đạo và các huấn luyện viên, các top expert đã giúp em Thanh có được cái kiến thức và có được những cái bài học để em Thanh thành công hơn trong công việc của mình. Và em Thanh biết biết cách để em Thanh chia sẻ được đến với khách hàng của mình ấy, và có nhiều những cái kinh nghiệm hơn trong cái việc chia sẻ và trong cái công việc của mình. Em Thanh xin cảm ơn, và thật sự là em Thanh cũng vô cùng biết ơn ạ. Và đến đây em Thanh cũng muốn cái cảm giác nó cũng rất là hạnh phúc. Nhưng mà em Thanh chỉ biết cảm giác rằng là 3 tháng 60 giờ từ các em chiến lược rất nhiều ạ. Dạ, em xin cảm ơn Tốt Hương đã cho em chia sẻ hôm nay, và cảm ơn cả nhà đã lắng nghe ạ. Mẹ em xin cảm ơn luôn ạ. Rồi, cả nhà mình cho một tràng hoa đỏ rực lên màn hình để mà chúc mừng Thanh Thanh ạ. À. Chị Thanh Thanh năng lượng lắm, mà hôm nay bị khan tiếng lên thế, chứ mình không khan tiếng là mình phải giảm âm lượng đó anh chị. Trời ơi, không biết nói gì luôn. Sao mà siêu thế? Trong hai khóa học 7 tuần thì sau khóa leadership tổng cộng là gần 60 nhà đầu tư rồi. Nếu như mà trong 60 người này mà áp dụng của lãnh đạo Vĩ, áp dụng bài học của Diễm Quỳnh, Tớp Diễm Quỳnh, áp dụng hai bài học đó vào. Đấy, sau đó là thành lập tổ chức họp, rồi họp tổ chức họp, rồi dạy làm, tổ chức dạy làm, chuyển đổi, thì sau từ bây giờ đến khóa K5 là có thể là bê ít nhất là vài chục người vào khóa K5 rồi, đúng không anh chị? Đúng không? 60-70 người ít nhất phải bê được 10 người chứ, đúng không? Khi mà mình cho họ cơ hội sở hữu cổ phần rồi, là ở tương lai rồi, đúng không anh chị? Giàu có tương lai, thịnh vượng tương lai rồi, thì bê họ đến khóa học là cho họ cái sự hạnh phúc, cái sự chuyển hóa từ bên trong ngay sau cái khóa học nữa, có thu nhập ngay tại thời điểm khóa học nữa, thì rất là tuyệt vời luôn, đúng không anh chị? Đấy, anh chị comment cho Hương xem là trong cái khóa học vừa rồi K4 với lại là sau khóa đó leadership, thì trong khoảng thời gian độ 3 tháng đi, anh chị đã có giúp được bao nhiêu người có sở hữu cổ phần rồi, chị có thể comment con số của mình ra ô chat được không anh chị? Mình có một mình biết một, mình không mình biết không, mà năm mình biết năm, 10 biết 10, anh chị cứ biết thoải mái đúng với con số thực tế của anh chị để mà Hương có thể đo lường được kết quả của anh chị được không? Hà Nguyễn 1, Nguyễn Thị Duyên 9, Bùi Xuyên 0, Tạ Thanh Hằng 8, Phạm Thị Hương 8, Vinh 5, Vinh Phương 2, Nguyễn Đình Hoàng 3, Nguyễn Thị Tình 0, Bùi Thị Dung 1, Trần Văn Đức 1, Thanh Tâm 12, Nguyễn Hân 1, Ngọc Lan 5, Ngọc Phượng 1, Việt Quang 4. Anh chị cứ comment tiếp đi anh chị. Không thì mình biết không, một biết một. Anh chị Hương thấy có nhiều anh chị Tình với lại chị Xuyên là biết không nè. Hiền là đi không, Lệ Giang một.
Tạ Thanh Hằng 8, nhà đầu tư Tạ Đa Ba đối tác Hợp Đức Trờ, Nguyễn Diệu 5, Quang Trung 1, Trường Tam 1. Hóa ra là bà chị Thanh Thanh này xuất sắc nha. Lê Sang 20, ôi trời ơi. Ghê vậy. Nguyễn Thị Thạch 6. Thanh 40 nhưng mà khóa leadership hay ở mấy ngày ở ở Hà Nội ra 17 nữa là gần 60 rồi. Xuất sắc anh chị. Anh chị có muốn một cái chương trình nào đó thi đua mà anh chị vừa ra được nhiều nhà đầu tư mà anh chị có giải thưởng là mỗi tuần 1 triệu đồng cho người xuất sắc nhất nữa không? Bao nhiêu anh chị mong muốn điều đó, anh chị có thể comment là tôi muốn ạ. Bao nhiêu anh chị mong muốn là sẽ có chương trình thi đua, có chương trình thi đua cho anh chị thi đua và một tuần sẽ có trao giải một lần cho người xuất sắc nhất. Thì khi đó là anh chị vừa áp dụng được này, vừa có tinh thần quyết liệt, cái thi đua có tiền là anh chị coi như là 10 đồng tiền công không đồng không bằng một đồng tiền thưởng, đúng không anh chị? Bình thường mình làm thì mình còn ẩm à ẩm ừ, tự nhiên có tiền thưởng vô một cái là máu lên liền. Và Hương cũng bật mí với anh chị là bắt đầu tuần sau mình sẽ có một cái chương trình thi đua là chia sẻ, thì chia sẻ online, chia sẻ online hoặc chia sẻ offline, nhưng mà anh chị sẽ cần gửi những bằng chứng là anh chị đã chia sẻ với ai đó, chia sẻ với ai đó, và anh chị phải cần làm đúng đủ đều mỗi ngày, rồi là kết quả một tuần anh chị đã giúp được bao nhiêu người sở hữu cổ phần, thì khi đó chúng tôi sẽ dựa lên số điểm đó để mà tính cho anh chị. Và cũng như Hương đã nói lúc nãy là mỗi tuần sẽ có một giải thưởng 1 triệu đồng cho người nào mang lại cái doanh số lớn về cho công ty. Đấy. Cho nên là vì sao Hương mới hỏi anh chị là đã có kết quả như vậy hay chưa? Thì những người nào mà mình chưa có kết quả thì mình có thể là liên hệ với những anh chị nào mà có kết quả lớn nè. Ví dụ như ở đây có những người 8 người, 10 người hoặc như chị Thanh Thanh. Anh chị có thể, anh chị cứ làm quen anh chị, cứ làm quen đi. Làm quen để mà hỏi hỏi về cách làm nha. Chứ đừng có làm quen để mà việc khác nha anh chị. Làm quen để mình hỏi cách làm. Hương tin chắc là những anh chị ở đây sẽ hướng dẫn anh chị cách làm. Mình học là một chuyện, đúng không anh chị? Mình học các bước là một chuyện rồi. Nhưng mà khi ra ngoài, mình gặp từng đối tượng khách hàng thì mình sẽ cần phải xử lý tình huống nó nhanh một chút. Mình sẽ áp dụng cách linh hoạt. Đấy, thì những người mà tạo ra kết quả là những người đang áp dụng một cách linh hoạt, áp dụng đúng, đủ, đều và linh hoạt thì mới tạo ra cái số lượng nhà đầu tư lớn như vậy. Anh chị cứ mạnh dạn liên kết với họ và hỏi bí quyết của họ cho anh chị nha. Không có gì phải ngại hết. Hương nghĩ ở cộng đồng này ai cũng với một cái tâm cho đi, chắc chắn là mọi người sẽ hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau. Đấy. Còn ai chia sẻ nữa không anh chị? Hương xin mời những cánh tay tiếp theo chúng ta cùng nhau chia sẻ bài học trong cái khóa leadership. Không còn ai muốn chia sẻ hả anh chị? Bây giờ anh chị có mong muốn Hương thông tin với anh chị là cái văn phòng ở Sài Gòn và cái sự kiện Sài Gòn khi nào sẽ diễn ra không ạ? Hương nghĩ là phòng Zoom hôm nay thì để đạt đến mức độ 200 người, như bây giờ từ nãy giờ Hương nghĩ thấy hơn 152 người đã đứng lại rồi, con số không tăng lên. Mà chờ đến 200 người hơi lâu, Hương cũng muốn công khai với anh chị. Anh chị có mong muốn nghe không ạ? Và mong muốn nghe là khóa K5 mình khi nào sẽ bắt đầu? Và sau khóa K5 sẽ có cái gì diễn ra? Anh chị có mong muốn đón nhận điều đó không ạ? Nếu anh chị mong muốn, anh chị có thể comment cho Hương số 9 được không? Anh chị học xong mà kêu anh chị Hương kêu anh chị giơ tay chia sẻ, anh chị cũng không chia sẻ, mà anh chị mong muốn học tiếp là như thế nào? Bây giờ mình học, mình chia sẻ lại cái bài học, sau đó mình mới dạy học được. Mà anh chị không chia sẻ, chị không dạy học thì làm sao cái khóa sau anh chị bê học viên của mình, bê thành viên của mình đi vào học được anh chị?
Bây giờ Hương sẽ chia sẻ thông tin đó, rồi tiếp tục anh chị giơ tay lên chia sẻ bài học tiếp theo nha. Thì theo kế hoạch đó, tháng 8 này là sẽ mở văn phòng ở Sài Gòn, có thể là quận 12, có thể là Gò Vấp. Và tháng 9 sẽ có một cái sự kiện, sẽ có một cái sự kiện ở ở Sài Gòn anh chị. Thì sự kiện này 300 người hay 500 người thì tùy thuộc vào cái việc là độ nóng của cái văn phòng nó như thế nào. Và tiếp theo nữa là khóa K5 dự kiến là sẽ tổ chức vào tháng 10. Sẽ tổ chức vào tháng 10 anh chị. Và khóa K5 này thông báo cho anh chị một cái tin rất là vui, đó là đợt này vì cái sự chuyên nghiệp của team chiến lược, vì cái sự phát triển mạnh mẽ của khóa K4, cho nên khóa K5 này team chiến lược sẽ mở rộng, không giới hạn học viên. Nhưng mà chúng tôi sẽ có một cái ngày đăng ký rất là ngắn. Cái ngày đăng ký rất là ngắn trong tháng 10. Cho nên là anh chị hãy làm sao từ giờ đến tháng 10, anh chị hãy nhân bản ra thật nhiều, nhân bản ra thật nhiều thủ lĩnh để anh chị có thể là cùng họ đến khóa học này để đăng ký trong khoảng thời gian ngắn đó. Đấy, đó là một cái tin vui cho tất cả mọi người. Ai mà đã bỏ lỡ khóa K4 thì có thể là tham gia khóa K5 này. Đấy, anh chị có vui về điều này không ạ? Nếu anh chị vui thì có thể comment một điều gì đó để mà team chiến lược cảm thấy là anh chị đang rất là mong đợi khóa K5. Trúng độc đắc. Rất muốn à, vui quá. Yes. Rất tuyệt. Đấy, anh chị cứ comment cái cảm xúc của mình khi mà mình được biết là sẽ có khóa K5 xuất hiện à. Mong chờ, tuyệt vời, tôi muốn, vui quá, sướng quá. Và Hương nghĩ là một cái không phải là mục tiêu mà cái điều này là Hương nghĩ anh chị. Hương nghĩ là mục tiêu thì sẽ có thể là 1.000 người trong khóa K5 anh chị. 1.000 học viên trong khóa K5. Tại vì cái kết quả khóa K4 mang lại về doanh số của công ty là hơn 3 triệu đô. Là một doanh số rất là lớn. Cho nên là với cái sự tự tin của team chiến lược, sự tự tin của các huấn luyện viên, thì Hương nghĩ là khóa K5 này sẽ giúp cho 1.000 anh chị, giúp 1.000 anh chị biết cách làm đối tác, biết cách mở rộng cộng đồng cho quỹ Scale Community, đồng thời là mang về cho cái tập đoàn UST mình một cái nguồn thu, một cái nguồn vốn lớn để giúp cho chủ tịch hiện thực hóa tất cả những cái việc gì còn đang dang dở cho những cái tuyến đường để cho công ty mình sớm đưa sản phẩm ra thị trường. Và tất cả những anh chị chúng ta, nếu như anh chị không là đối tác, anh chị vẫn có thể là được hưởng cái thành quả từ cái việc là chia cổ tức trong năm 2025. Đó là cái việc mà tất cả các huấn luyện viên đều mong muốn cho đi, nhưng bên cạnh đó đằng sau vẫn có cái nguồn thu từ cái việc cổ tức lớn, đúng không anh chị? Từ cái việc công ty tập đoàn của mình phát triển, đó là một cái đam mê, nhưng mà bên cạnh đó cái sứ mệnh lớn lao vẫn là mang về cho công ty một cái nguồn thu lớn và một cái sự bứt phá sắp tới trong khoảng thời gian tới để mà hướng đến cái việc là chia cổ tức và lên sàn chứng khoán. Đấy, vừa đang mang lại kiến thức cho cộng đồng, giúp cộng đồng phát triển mạnh mẽ, và bên cạnh đó chính bản thân chúng ta cũng là những cái người hưởng phúc lợi trong đó. Rất vui đúng không anh chị? À, rất vui. Và cái quyết định của team chiến lược, quyết định của ban lãnh đạo lần này, Hương nghĩ là sẽ mang lại cho chắc chắn là sẽ mang lại cho chúng ta rất là nhiều cái niềm vui cho tất cả mọi người trong cái khóa K5 này. Bây giờ thì cũng là 9:45, nhưng mà Hương thấy là anh chị không còn muốn giơ tay phát biểu nữa, không biết là anh chị mệt muốn đi nghỉ hay là như thế nào ạ? Còn ai muốn chia sẻ gì về cái việc là khi mà anh chị nghe được những thông tin này hay không? Và sau khóa K5 online, thì sẽ là cái khóa apply anh chị. Khóa apply giống như Hương đã nói ban đầu là Way to Freedom, thì con đường tới tự do. Con đường tới tự do ngoài cái việc là chúng ta có thu nhập tốt, bên cạnh đó là chúng ta còn đạt được cái sự gọi là sức khỏe hoàn hảo nè, hạnh phúc viên mãn nè,
tự do tài chính, tự do thời gian. Đó là tất cả những cái key, những cái từ khóa mà tất cả huấn luyện viên của team chiến lược, ban tổ chức mong muốn mang lại tất cả mọi người. Cho nên là chúng ta hãy làm sao, chúng ta hãy làm sao cố gắng nỗ lực để chúng ta có thể có mặt trong tất cả các khóa học cũng như là các sự kiện do team chiến lược tổ chức. Thì Hương nghĩ đó là một cái điều mà chúng tôi rất là may mắn, rất tự hào khi mà được phụng sự, được mang đến cho tất cả các anh chị đang là những nhà đồng sở hữu, đang là đối tác của quỹ FWC. Chị Thanh Thanh muốn chia sẻ điều gì? Xin mời chị Thanh Thanh. Mở mic chị ơi. Dạ, cảm ơn Tóc Phương đã cho Thanh Thanh chia sẻ một lần nữa. Tại vì là thực ra thì những cái kết quả mà Thanh Thanh đạt được ấy, thì Thanh Thanh cũng thì hôm nay ở trong cái buổi Zoom này ấy, thì Tóc Phương cũng cho phép Thanh Thanh xin được chia sẻ một chút được không ạ? Tại vì là cũng có rất nhiều cô chú anh chị đang muốn kết bạn với Thanh Thanh để chia sẻ ạ. Cái cách làm của em Thanh ấy là như này ạ, cũng áp dụng với các cái bài học của các top, các huấn luyện viên dạy ở trong khóa học ấy. Thì đầu tiên là việc đây, ví dụ như em Thanh ấy, thì là cứ hàng ấy là em Thanh sẽ lên những cái danh sách, lên cái danh sách để cho cái cuộc hẹn của ngày mai. Có nghĩa là một ngày á, em Thanh cũng sẽ lên cái danh sách để gọi điện cho từng người đấy. Ví dụ mà chúng ta mà thiếu cái nguồn khách hàng để mình chia sẻ thì mình cứ lên Facebook, Zalo mình lướt đi, mình lướt trong cái danh mục trong các cái bạn cấp 1, cấp 2 của mình á, mình quay lại, mình gom họ lại, xong rồi mình gọi điện cho họ, mình cũng làm quen. Nhưng mà cái cách mà em Thanh làm quen, mà em Thanh đến để chia sẻ để mọi người ra được cái quyết định đầu tư á, thì đầu tiên em Thanh cũng không nói gì, em Thanh chỉ vào làm bạn, ý là nói chuyện hỏi và các cái công chuyện để chia sẻ thôi. Và mình phải hỏi như thế nào đấy để cho khi nào mà khách hàng của mình hỏi mình là bây giờ bạn đang làm gì ấy. Đó, thì khi mà được hỏi như thế thì em Thanh chỉ hỏi là em Thanh chỉ nói là có nghĩa là cứ để cho người ta hỏi mình rõ ràng và để cho người ta thật sự tò mò ấy, thì lúc đấy thì bắt đầu em Thanh mới chia sẻ. Thì em Thanh mới chia sẻ thì là đấy, bây giờ là mình bây giờ ta đang làm ở cái lĩnh vực như thế, hay là tôi, hay nói chung là tùy những cái lĩnh vực mà em Thanh được gặp ấy. Thì ví dụ gặp người có trong đấy có người cao tuổi, có này, những người ít tuổi hay là những bạn bè thì đều có hết. Nhưng mà nói thật là em Thanh hay nói sốc lắm. Em Thanh hay gặp khách hàng, em Thanh nói kiểu giống như là trong, ví dụ như là trong những cái, em Thanh sẽ nói ví dụ ra một cái số mà ví dụ mà em Thanh gặp ấy ở trong cái quá trình đi chia sẻ ấy. Thì ví dụ như là học cái bài mà hãnh diện nghề rồi đúng không ạ? Thì khi mà đi ai đó đấy, tại vì là không biết là các cô chú anh chị có gặp không, nhưng mà em Thanh thì có gặp. Có những người nói thế này chứ, thôi nhá, gặp hôm nay là chỉ để nói chuyện thôi nhá, đừng có nói chuyện đến, tại vì tao không có thích đa cấp đâu, rồi thì tao biết là mày đang làm về đa cấp đấy, cho nên là hôm nay chỉ nói về những cái câu chuyện khác thôi nhá, không nói về đa cấp. Thì em Thanh sẽ vào, em Thanh sẽ nói là ừ ok, mày không nói thì vậy, bây giờ mày kể chuyện những câu chuyện gì trong một cái lúc mà bạn bè như thế này, thì ví dụ như gặp ở trong cái top bạn bè chẳng hạn đấy, thì em Thanh cũng nói là thế bây giờ mày muốn nói chuyện gì, ngoài bây giờ để mà hỏi thăm về công việc đúng không, thì chả có cái chuyện gì ngoài chuyện thì không lẽ lại mang cái chuyện vợ chồng chúng mày ngủ với nhau ra nào để kể à, đúng không, tại sao chúng mày phải chặn tao, tại sao chúng mày phải tránh tao, đúng không, tao chỉ nói, tao chỉ chia sẻ cho chúng mày một cơ hội thôi mà. Chúng mày đi làm, tao không biết bây giờ chúng mày làm gì. Chúng mày có thể là làm một cái ở cái lĩnh vực gì đó. Nhưng mà
chúng mày đi làm để làm gì? Chúng mày không đến đến bây giờ chúng mày đã giàu chưa? Chúng mày đã sở hữu cổ phần ở tập đoàn nào chưa? Mà chúng mày tin tưởng, hôm nay tao có thể là tao chưa giàu như chúng mày, nhưng chắc chắn 2 năm tới nhất định là tao sẽ tìm chúng mày mua, tao sẽ thuê chúng mày làm công làm vệ sĩ gác cổng cho tao đấy. Hoặc không á, tao sẽ thuê chúng mày cọ toilet cho nhà tao ấy, mày có tin không? Ê, em Thanh nói rất là sốc. Tại vì là nói để cho nó, cho mọi người, ví dụ như trong chúng bạn ấy, để cho họ cay cú mình. Có nghĩa là họ đừng có cái kiểu mà chặn mình nữa. Và họ đừng có cái kiểu là chưa nghe, chưa lắng nghe mà đã biến mình thành đa cấp. Tại vì là cái nghề của tôi mà, nghề của tôi rất là tuyệt vời, nghề của tôi chia sẻ cho hàng bao nhiêu người một ngày cơ mà. Một ngày tại sao? Thì bây giờ một ngày chúng mày làm được bao nhiêu tiền, đúng không? Đấy, và em Thanh mang những cái kiến thức, nói chung là cái tư duy nó, những cái lời nói ngôn ngữ nó cũng dân dã nhà quê lắm. Nhưng mà nếu như mà giống như kiểu là mày mà động vào cái lòng tự trọng làm nghề là cái phần nhiệt tình của chị Thanh. Dạ. Cảm ơn cái phần chia sẻ nhiệt tình của chị Thanh. Hương rất là biết là chị Thanh rất là mong muốn mọi người sở hữu cổ phần, đúng không ạ? Tuy nhiên một điều đó là khi mà chúng ta không vì tiền mà chúng ta nói những cái lời mà nó khác với mình, đúng không anh chị? Nếu như mà để cho Hương mà học nói với chị Thanh là Hương bó tay đó anh chị. Anh chị có học được như vậy không? Và Hương nghĩ là khi mà mình là những người đối tác của một cái quỹ lớn và chúng ta đang đồng hành với một nhà khoa học là một cái công nghệ rất là tuyệt vời như vậy rồi, là những con người phải nói là Hương không nhận xét hay không phán xét gì với cách nói chuyện của chị Thanh, nhưng mà Hương nghĩ là công nghệ của mình tốt như vậy rồi, mình không cần phải nói sóc, nói hóc, nói búa gì hết, chúng ta chỉ cần chia sẻ thật những cái gì mà chúng ta đang nhận được. Và cái việc họ đón nhận hay không đón nhận, họ đón nhận hay chưa đón nhận là cái việc trong thời gian, thời điểm thôi anh chị. Đấy, còn khi mà mình cứ nói sóc kiểu như vậy á, thì Hương nghĩ là họ đón nhận được thì tốt. Nhưng mà những cái người mà họ đón nhận cơ hội này, họ sẽ không nhận được ra được giá trị của công ty mình là gì. Họ sẽ không nhận được giá trị của công ty mình và họ đang đầu tư vì cái kiểu là vì sự thách đố của mình ấy. Anh chị có hiểu ý Hương không? Họ đang đầu tư về cái sự thách đố của mình chẳng hạn, hoặc là nếu như mà họ không đầu tư thì tình cảm bạn bè của mình sẽ rạn nứt luôn từ đó. Cho nên là với Hương dù là Hương làm nghề này đã 5 năm rồi, nhưng mà tình cảm bạn bè của Hương là vẫn còn giữ nguyên vẹn, chưa rạn nứt ai hết. Chỉ là thời điểm này chưa đúng thì thời điểm sau, sớm chưa gặp nhau thì muộn gặp nhau. Đó, nếu như bạn tin tôi thì là chúng ta sớm đồng hành, còn nếu như bạn chưa tin tôi thì mỗi người mỗi hướng như thế thôi, mỗi người mỗi công việc. Đấy, mặc dù mình biết là cái nghề của mình, cái ngành của mình, cái cổ phần của tập đoàn mình rất là tốt rồi. Tuy nhiên là Hương vẫn rất mong muốn là mình cho đi với cái việc là cái giá trị chúng ta mang lại cho họ là gì. Đấy, chứ đôi khi là mình nói thách họ mà họ có thể bây giờ họ đón nhận ngay. Những cái người mà họ thích cái sự mạnh mẽ, quyết liệt đó họ đón nhận ngay. Nhưng mà sau này khi mà họ vẫn chưa đón nhận và họ chờ đợi có thể là 1 năm, 2 năm và cái lúc đó cảm xúc họ không còn. Tại vì lúc đó họ ra quyết định vì cảm xúc mà. Họ tức, họ đầu tư bỏ ghét mà. Thì khi sau đó, cái hậu quả mà chị phải đi giải thích từng người nó sẽ rất là mệt. Sẽ rất là mệt. Tại vì mình cho đi cái sự tức giận, mình cho đi cái sự uất ức, mình cho đi thách thức. Thì sau này mình sẽ nhận lại về tất cả đó anh chị. Và Hương đã gặp được nhiều người như vậy rồi. Họ cho đi bằng cái sự tức giận, uất ức, thách thức đó. Thì sau này họ phải đi giải thích từng người. Họ hứa hẹn cái này, hứa hẹn cái khác, thì cuối cùng họ nhận lại về cái sự trách móc. Cho nên là mình cho đi bằng cái giá trị, đấy, bằng cái tình yêu thương, thì sau này mình sẽ nhận lại bằng cái như vậy anh chị. Đó là cái quy luật cân bằng. Có thể là bây giờ chị Thanh giúp được rất là nhiều người, đúng không? Giúp được rất là nhiều người đó. Tuy nhiên là Hương hy vọng là chị hãy thay đổi. Ví dụ như là cái việc mà nói chuyện mày tao là Hương ít khi chưa nói chuyện như vậy với ai, cho nên là Hương cảm thấy rất là khó nói. Và cái nữa là khi mà trên cái phòng Zoom đông người mà mình nói như vậy thì mình có cảm giác như là như thế nào nhỉ, cái môi trường của mình nó không được đẹp á anh chị, ngôn từ không được đẹp ấy, cho nên là
mình hãy lịch sự sử dụng ngôn từ đẹp trong giao tiếp để mà mình hút về những con người có cùng chí hướng, có cùng tâm nguyện, giúp cho công nghệ này sớm ra đi thị trường để giúp cho xã hội này tốt đẹp hơn. Và một điều nữa tôi muốn chia sẻ với anh chị là cái buổi Zoom này là mình nói chuyện ở trong khóa học. Hy vọng là anh chị nào mà mình có phát trực tiếp hay là mình có quay video gì đó, anh chị đưa về chế độ riêng tư nha. Tại vì khi mà chúng ta nói chuyện đến vấn đề tiền bạc hay là kia các thứ thì đôi khi mình cảm xúc quá mình nói, nhưng mà những cái việc này nó rất là nhạy cảm trên mạng xã hội. Đấy, nên là Hương cũng không muốn là vì Hương mà làm ảnh hưởng đến những anh chị đối tác khác hoặc là làm ảnh hưởng gì đến khóa học, cho nên là Hương mong anh chị là nếu như anh chị đang có lỡ live stream thì chị có thể đưa vào chế độ riêng tư, mình có thể nghe lại một mình chứ không để ra ngoài mạng xã hội nha anh chị nha. Rồi bây giờ cũng đã là 10 giờ thì Hương xin phép là kết thúc Zoom tại đây. Chúc cho anh chị có được nhiều kết quả tuyệt vời ngay sau khóa học, và khóa học tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau và giúp cho nhiều người cùng tham gia khóa học. Nếu như chúng ta không thể